cho em là sẽ là gì? Phong nam và kèm số điện thoại cho em nhá. Phong nam 21.000. Có hai màu cho em đấy, nhưng mà phong này các anh dưới 60 cân. Cả nhà nhá, lưu ý cho em là dưới 60 cân thì mới chốt. Còn nếu mà trên 60 cân thì mình không chốt, tại vì cái này còn mỗi size bé. Còn mỗi size bé thôi nhá cả nhà ơi. 21.000 đồng cho em mỗi chiếc. Lên đúng mã cho em là phong nam 21k và kèm số điện thoại là có đơn. Phong nam 21.000 cho em nhá. Cái này còn ít thì chị nào lấy nhanh. Lên mã trước thì có đơn, mà chậm tay thì hết. 21.000 đồng. 21.000 cho em. Bây giờ có chị nào cái con phong này này. Em cũng còn ít, có chị biết rồi đúng không? Phong này đợt nhà mình em là bán 130. Phong này là đợt em bán 130k. Bây giờ em là bán tặng đầu like cho mọi người luôn. Tương tác nhé cả nhà ơi. Tương tác thật nhiều, comment thật nhiều cho em. Và phong này em sẽ chia hết cho cả nhà phong này luôn cho em là 59.000 đồng thôi. 59k cái hàng phong dập nổ cho em nhé. Hàng này các chị nếu mà chị nào mua thì em là biết. Hàng này của em toàn 120 đúng không? Em là bây giờ bán tặng các chị luôn 59.000 luôn. Mã này mình comment đúng cho em mã này nha các chị ơi. Để em xem mã này à. A234 59.000 đồng cho em phong dập nổ, nhưng mà còn đúng mỗi màu xanh. Comment đúng mã cho em là A234 nhá. Em kỷ niệm các chị luôn 59.000. Anh đưa cái quần vải chiên đây. 59.000 đồng cho em cái này. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là A234 và kèm số điện thoại cho em. Cái em có đúng duy nhất cho các chị là màu xanh như thế này thôi nhá. 59.000, ok. Có lưu ý cho em là có nút chia sẻ live stream nhá. Rồi, 59.000. Bây giờ em còn lên một cái mã quần vải tri ân cả nhà nữa. Một cái mã quần vải siêu rẻ. Ok, chị Huyền Hít có này. Rồi, chị Ly Bùi có này. 59.000 đồng cho em cái này. A234 và kèm màu cho em đó. Chị nào có logo chia sẻ là chắc chắn là có đơn cho em mã này. 59.000. Lên đúng cú pháp cho em là có đơn. Con này là con dập nổi cả nhà ơi. Dập nổi cho em nhá. A234 chị nào có chia sẻ mới có đơn mã này. Bán tặng các chị luôn cho em là 59.000. Bao sang, bao đẹp, bao xịt, 40 cân đến 60 cân. Rồi chị Bảo Hồng một chiếc này. Rồi chị Tu Bùi có luôn 59.000 cho em nhé. A234 và kèm màu. Nào tiếp tục em sẽ lên tiếp cho các chị mã tiếp theo cho cả nhà đây. Hồi hộp quá các chị ơi, lên cái gì đây? À, em sẽ lên cho các chị con sơ mi này nhá. Cho chị sơ mi này đi. Nào, bây giờ lên bình thường đúng không ạ? Em không bán sơ mi bao giờ. Nhưng mà hôm nay em săn cho các chị một cái mã sơ mi này siêu rẻ. Sóc bò có, u mì có, đầm em mặc có size đến 65 đi. 65 cân mặc vô tư cái đầm em đang mặc. Trời ơi, bao sang, nhưng mà em sẽ chia cho các chị một mã sơ mi. Trời ơi các chị ơi. Sơ mi này các chị đang mua ở ngoài bao tiền? Con sơ mi này mua bao tiền? Cái này em mua được giá sale. Đang còn đổi cả da gà nhưng còn đúng bao nhiêu nhỉ? Mỗi màu 10 cái thôi nhá cả nhà ơi. Hàng sale không có nhiều các chị ơi. Dã man sơ mi 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em sơ mi này. Vẫn đang còn đủ màu nhá. Sơ mi này các chị chốt hạ cho em quả này đi. Quả này có ít M31. Lên đúng mã sơ mi này cho em là sẽ là M31 nha cả nhà ơi. Đẹp chưa? Màu này các chị chốt cho em là xanh. Có xanh, có nâu, có hồng, có trắng. Và có màu gì nữa nhỉ? Vàng. À không có vàng, có kem. M31 cho em bán tặng các chị luôn sơ mi này nha cả nhà ơi. Không đẹp, không lấy tiền. Ok chưa các chị? 59.000. Dã man. 40 cân đến 60 cân là các chị chốt vô tư thoải mái cho em cái mã sơ mi này. Comment cho em là sẽ là gì? M31 và kèm màu cho em. 59k nha các chị ơi. Bao chuẩn hàng loại 1. Cứ từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em. Mà cái này được cái là mình mặc với cái gì cũng đẹp các chị ơi. Trắng này. Chuẩn hàng xịn sò nhá. 59.000 một áo. Comment cho em là M31. Các chị có dưới 60, 62 cân mình trở về mình mặc ok thoải mái cho em mã này. Em sẽ có màu trắng các chị này. Màu xanh này. Ui, màu vàng bò dã man cuộc đời đẹp. Màu kem và màu cuối cùng cho em sẽ là màu hồng. 59k một áo sơ mi. Em nghĩ không có ai có để bán cho các chị mã này đâu. 59k các chị ơi, dã man. Đẹp chưa? Comment cho em là sẽ là M31 cho em nhé cả nhà ơi. Quá sang, quá đẹp đúng không? M31 và kèm số điện thoại cho em. Comment đúng cú pháp cho em là có đơn nhá. Mã này mình comment đúng hộ em sẽ là M31 kèm số điện thoại. Trời đất ơi, màu hồng các chị ơi. Sang như thế này, 59k một áo. 40 cân đến 60 cân là mình chốt đơn cho em mã này. Đó. Các chị thấy nhìn cái sơ mi của em chưa? Chị màu min ơi, chị comment comment ít thôi nha. Comment ít thôi chị. Comment như thế là ẩn hết comment của nhà em. Đó. Đừng comment nhiều dài như thế chị nhá. Lên đúng mã cho em là M31. Quá đẹp, quá xa.
Em có hồng, có trắng, có xanh, có nâu bò, có kem. Trời đất ơi, lên kết hợp cho các chị một cái mã quần vải tri ân. 59.000 cho em một áo này. Bao chuẩn hàng các chị nhá. Eo ơi, cái chất vải của nó này sờ vào nó mướt luôn. Đơn giản, những cái nào mà đơn giản thì lúc nào các chị cũng mặc được. Mặc từ mùa này đến mùa khác, mặc từ thời tiết này đến thời tiết khác. Ví dụ như mùa hè mình sơ win, nhưng đến mùa thu mình mặc kết hợp cho em những cái áo, ví dụ như là mình có thể kết hợp với áo ghi lê chẳng hạn. Đơn giản, nhẹ nhàng, rất là đẹp. Mà giá bao nhiêu? 59.000 đồng cho em. Em đang thấy comment nhảy lên quá nhiều rồi, vẫn có đủ màu nhá. Mã này em ôm vào giá sale nhưng vẫn có đủ màu để các chị chốt. Ui, cái màu kem cũng lạ các chị này. 59.000 cho em một chiếc. Màu nâu bò cho em nhá, màu xanh các chị ơi. Màu trắng và màu cuối cùng cho em là màu hồng. Mã này của em sẽ là M31 và kèm số điện thoại cho em nhá. Ôi, thật sự là quá là sang. Comment đúng mã cho em là M31 là có đơn nhá cả nhà ơi. 59.000 đồng cho em một áo, bao giá cho các chị luôn. 59.000 nhá. Rồi, sẽ lên váy em mặc luôn nữa các chị này. Lên váy em nhỉ. Con váy em nói thật với các chị là xịn sò. Rất là xịn sò cho em váy này. Quá đẹp luôn. Váy này thực sự nó quá là đẹp. Dòng chuẩn hàng cao cấp, bắp tay to, bắp tay bé đều ok. Và em sẽ có màu cho cả nhà luôn cho em nhá. Là màu xanh, màu hồng, màu kem và màu em mặc sẽ là màu vàng. Váy em mặc các chị cứ comment cho em là V120. V120 và kèm số điện thoại cho em là váy đang mặc có size S và size M. S là các chị dưới cho em là 55-56 và M là mình dưới 65. Bầu bí bon trend ở mã váy này cho em có cái nơ xinh xinh. V120 em sẽ có màu xanh, màu hồng, màu kem và màu em lại mặc sẽ là màu vàng. Comment mã váy này cho em là V120 nhé cả nhà ơi. Các chị nghe giá luôn giúp em này. 219.000 một váy. Hàng chuẩn, hàng cao cấp, chất xịt sò luôn. 219.000 cho em, dập ly cho em như thế này. 219.000 một váy. Lên mã đúng cho em là V120 nhá. Chất vải này em bao quanh máy giặt vô tư, không bay, không xù, không bay nhão bất kỳ một cái gì hết. Bán tặng các chị là 219.000. Trời ơi con này các chị ơi. Bầu bí thì bon cho em thoải mái cho em. Chị nào bầu nhá, bầu đến tháng gần đẻ cũng ok, 9 tháng ok, 8 tháng ok. Tại vì mã váy này nó rất là xinh. Hay những chị nào bắp tay to giống như em mình vẫn mặc được. Dáng đơn giản tiểu thư. À cho chị cái túi nhỉ, cái túi mà đi du lịch ấy, túi cói ấy. Cái này mình kết hợp cho em túi cũng xinh mà các chị mặc như thế nào nó cũng đẹp. 219k cho em một váy nhá. Xinh vô cùng luôn mã váy này. Trời đất ơi. Đấy là do chân bắp đùi, bắp chân em to ấy, nhưng mà cái này vẫn là xinh đúng không các chị? Comment đúng màu cho em nhá. Em có hai size M. Có xanh này, có hồng này. Trời ơi. Có kem các chị ơi, gầy cũng mặc đẹp, béo cũng mặc đẹp, ai cũng mặc đẹp mã này. Em đang thấy các chị lên đơn quá nhiều, xinh đúng không? 219.000 thôi mà quá là xinh lung linh cuộc đời. Có 219.000 mà vẫn đẹp. Hôm nay các chị rất nhiều hàng đẹp luôn nha. Nhiều váy lắm ấy. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là có đơn nhá. Đấy, ví dụ các chị đi chơi mình có thể xách nhẹ nhàng như thế này. Bao xinh, em thấy comment nhảy lên rất là nhiều rồi. V120 cho em này nhá, có cái nơ xinh đúng không? Chuẩn hàng đẹp đấy, hàng hàng nó mà bị xấu ấy thì cái phần tay này nó không sẽ làm to cho các chị như này đâu. Đúng rồi, em đang mặc dáng là size S nhá cả nhà. Tại vì cái dáng này baby doll ấy, nên các chị yên tâm là dáng nào mình cũng mặc ok, thoải mái, đơn giản, dễ mặc, ai cũng mặc được nhá. Béo mặc được, gầy cũng mặc được, cao mặc được, thấp cũng mặc được. Dáng này là đơn giản, dễ mặc nhất luôn cho em rồi. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Em sẽ đọc lại màu để các chị chốt nha. À, giao hàng nhanh rất là đẹp. Em cùng với chị nắm nhá. Em sẽ có cho các chị màu vàng này. Màu này mình chốt cho em là kem. Màu này mình chốt cho em là hồng. Màu này mình chốt cho em là xanh. Đó, cho chị cả váy váy hoa luôn nhá. Comment đúng mã cho em là V120 là có đơn. Ok. Đó, các chị nào cứ lên đúng mã cho em nhá. Nhá không cần đọc đâu, mình cứ lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là có đơn. 219.000 V120. V120 và kèm số gì? V120 cả nhà ơi, lên váy này cho em đi. Bật cái điều hòa xuống nóng quá. Nào lên váy này cho em là nhá. V mấy em nhỉ? V21 cho em là nhá. V21 ạ. Váy em đến size 65 cân. S là các chị dưới cho em là 55-56 cân. Trời ơi, 52 cân đang còn mắng rộng như thế này. M là các chị 65 cân cho em thoải mái. Riêng mã này là dáng gọi là nó có thể là hàng big size đi.
bầu bí bon trend thoải mái nhá, bầu bí bon trend thoải mái cho em mã này, và ai cũng mặc được những cái dáng như thế này cho em, mà giá rất là hời luôn, 219k một váy, bao hàng chuẩn hàng đẹp nhá, nhưng không phải giống như những cái vải hàng xấu, không phải đâu. Cái vải này tên của nó là gì em quên mất, nhưng mà mình cứ lên đúng mã cho em là V120, chất vải siêu siêu đẹp nhá. Tôi lên váy này cho em này là V21, em bán tặng cả nhà 185.000 một váy này, V21 cho em nhá. Có chị nào nhận được váy này nhà em chưa? Có size S, size M, hai size cho em luôn nha cả nhà. Chị nhận được phong rồi, quá đẹp, em cảm ơn chị Miss Xoài. Comment đúng mã cho em sẽ là V21 và kèm size cho em. Em sẽ có S, có M, có màu đỏ này, màu xanh và màu vàng, màu cam. Comment đúng mã váy này cho em là V21, 185.000, váy hoa nhá. Đằng sau có cái dây này, cái này em có bán một đợt rồi. Một đợt là 200 mấy cơ, nhưng mà đợt này em về em giá là sale với các chị luôn mã váy này. Comment đúng mã váy này cho em là V21 nha cả nhà ơi. 185.000 một váy á, 185 rất xinh, cực xinh luôn cho em mã váy này. Đằng sau là kéo khóa cho em nhé cả nhà. Có dây điều chỉnh á, S mình dưới 52, M là mình dưới 54 cân. Cái này mình đi biển các thứ thì rất là hợp lý luôn. Thời tiết này mình mặc những cái dòng váy này cho em quá là đẹp. Comment đúng mã cho em là V21 nha cả nhà. Em sẽ có xanh, có cam và màu cuối cùng cho em là màu đỏ dáng vintage này. Cột nơ ở đằng sau cho em như thế này, 185k một váy. Comment đúng mã cho em là V21 và phong tối đa là các chị dưới 55. Cái này mình dưới 55 cân cho em là ok nhá. Váy em mặc đến 65 cân vẫn được, cột cái nơ của chị ơi. Mình có lên đúng cho em sẽ là V21 nhá, 185k. Cái này em về đủ màu cho cả nhà đấy. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Sang xịn mịn và đẹp. Đúng không ấy chị? Em có đỏ này, có xanh này, có màu này là màu cam. Màu nào em thấy lên dáng rất là đẹp. Màu nào cũng xinh mà giá luôn đó các chị là bao nhiêu, 185k một váy, 185.000 một váy luôn cho em nhá. Váy em mặc sẽ là V120. Chị nào lấy váy này mình comment cho em là V21 cho em là được. Hai size SM. Màu nào cho em sang, màu nào cho em đẹp luôn. Rồi em qua mẫu nhá. Cho chị cái quần chiên đi. Đâu. Đây. Em sẽ lên cho các chị một mã quần chiên. Mã quần này là thực sự là em chiên cho các chị đấy. Quy mấy em nhỉ? Quy 10 đúng không? Quy 59. Mã quần này thực sự là em chi ân cho cả nhà cái mã quần này. Quần này em là sẽ có size S, size M, size L và size quần này XL không nhỉ? SML, XL đi. Quần này em có từ size S nhóm mọi người, size S, size M, size L và size XL cho em mã quần này. Bình thường cái mã quần này đang bán là 100, em đang bán là 119. 119, 129 nhá mọi người. Đó, 119, 129 cho em này, đầy đủ size cho em là S, M, L, XL. Bình thường em đang bán cho các chị luôn là 119, nhưng mà cái này nó còn lẻ size. Cái này là hàng khác, em ôm được giá sale, em bán tặng cả nhà quần. Quần vải ngày lần đầu tiên em bán giá này 79k một quần, kèm size hộ em. S là 49, 50, M là 51, M là 51 cân trở về, L là các chị dưới 53 và XL là các chị dưới 55 cân, mình chốt đơn cho em nhé. 79.000 một quần. Comment đúng mã cho em sẽ là Q59 và kèm số điện thoại. Tất cả đầm bên em đều mặc qua đầu gối nhé cả nhà. Ví dụ như chị nào cao thì mình mặc chấm lên đầu gối như thế này. Comment đúng mã quần này cho em là sẽ là Q59 và kèm size nhé. 79k một quần nhưng mà nó sẽ là không chọn cà cho em nhé cả nhà ơi. Y xì cái chất vải mà em bán cho các chị ấy, nhưng mà cái này nó còn lẻ mẫu ấy, lẻ mẫu lẻ size như thế, bán tặng các chị luôn cho em nhá. Còn em vẫn đang còn quần tan mỡ. Comment cho em là Q59, bình thường các chị đang mua là trăm mấy ấy, nhưng mà bây giờ nó còn cái này là lẻ mẫu này. Đó, có những cái mẫu em rơi như thế này. 79k một quần cho em bao chất đẹp luôn. Comment đúng cú pháp cho em là Q59 và kèm size. Em sẽ có size S là dành cho chị nào 47, 48, 49 cân. M là mình dưới cho em là 52 cân. M dưới 51 cân, L dưới 52 cân và XL các chị tới 55 cân, mình chốt đơn cho em. Mã này em có 2XL à? Có cả 2XL, 2XL thì tầm dưới 56 nhá. 56, 57 cân là 2XL ok. Chất này không co giãn đâu ạ. 79.000 một quần cho em này, chuẩn cái mác em hay bán hàng. Hàng của nó là Mango này, SML cho em nhá cả nhà ơi. SML, XL và 2XL có 4 size. 79k một quần. Các chị mua quần vải nhà em nhiều là các chị biết rồi. Quần toàn trăm mấy nhưng mà chẳng qua cái mã này là nó còn lẻ size, lẻ mẫu ấy. Đấy là em gộp chung thành một mã em chia cho các chị 79.000. Comment cho em là sẽ là Q59 nhá. Không bao giờ có giá như thế này đâu cả nhà ơi. Nên là các chị phải tranh thủ mua đi thật sự luôn. Em có trăm mấy mươi quần thôi là 160. Cái này mua được giá sale thì bán sale cho các chị thôi. 79k một quần cho em nhá. Đó các chị ơi, đẹp chưa?
Comment đúng mã quần này cho em là Q59 và kèm size. Em thấy các chị nên tranh thủ lấy hai cái, hai cái hai kiểu. Nếu mà các chị lấy hai cái thì bên em chắc chắn sẽ xếp cho mọi người hai kiểu khác nhau là cái đúng rồi. Này các chị đặt chất này. Ui không phải những cái hàng mà vớ vẩn đâu. Yên tâm cái quần này em bán tặng các chị luôn là 79k một quần nhá. Q59 và kèm size giúp em các chị ơi. Dã man đẹp nhở. Trời đất ơi quá xinh. Kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Comment đúng mã cho em là Q59 á. Còn cái váy cổ vuông chưa? Cái váy có một cái màu xanh xanh á. Kèm màu cho em nhá. Comment đúng mã và đúng cú pháp cho em là có đơn. Ok Q59 á, kèm size em đọc lại size một lần nữa. Size S là các chị dưới cho em là 49 cân là mình mặc size S. M là 50-51, L là 53-54 và XL là 55 cân trở xuống. Còn 2X là các chị dưới 57-58 em qua mẫu nhá. Mã này hết hàng. Comment đúng mã và đúng cú pháp cho em là có đơn. Nó sẽ có những cái cảm như thế này. Cái này là khóa bên hông và đằng sau nó sẽ là có co giãn cho em như thế này. Hai cái thì bên em sắp hai kiểu ạ. Kiểu này của nó là như thế này. Và một cái nữa cho em là kiểu nó như thế này nhá. 79.000 đồng một quần Q59 ạ. Kèm size kèm số điện thoại giúp em nha cả nhà ơi. Lên áo bra. Áo này em cũng tặng nốt cho các chị luôn này. Bình thường kẹp cái này hộ chị ơi. Bình thường áo bra này ấy, em đang bán ít nhất cái áo bra này cho các chị là 59.000 đúng không? Em còn một ít nữa em xả nốt ạ. N22 39.000 một cái áo bra này luôn. 39k một con bra. Bra này có chị nào nhận được hàng nhà em chưa? Bao đẹp bao sang nhá. 39.000 đồng cho chị cái màu đen đi. Màu đen để chị mặc với cái quần nhún ấy. Comment cho em đúng cú pháp này cho em bra sẽ là gì ạ? N22 em sẽ lên một cái siêu phẩm quần cho các chị. Cho chị cái quần nhún nhún ấy. Quần nhung đó đó. Comment đúng mã cho em nhá cả nhà ơi. Váy em mặc sẽ là V120 xinh chưa? 219.000 siêu xinh váy này. Rồi. Lên đúng mã cho em là có đơn nhá. Đầm em mặc sẽ là 219.000, mã cho em sẽ là V120. Chị nào lấy đầm em mặc mình sẽ comment cho em là V120 nhá. Màu của nó đằng sau cho em như thế này này. Đó, màu nào cho em đẹp, màu nào cho em sang. Và phong váy này các chị dưới 65 cân để em qua mẫu cho các chị nhá. Comment đúng mã cho em là có đơn đấy chị ơi. Đẹp chưa? Ê ơi, một cái mã quần đấy chị ơi, quá đẹp. N22 hộ em ngoài là có đơn nhá. Em chưa đẹp chưa? Đôi rồi đi cái đôi này đi ra cao không được. Xuất sắc đấy chị ơi. N22 giúp em nhá cả nhà. Đây em có mặc cho các chị đây. 39.000 một cái. 39.000 cho em N22. Chị nào lấy N22 thì mình kèm màu cho em này. Sẽ có màu cho các chị luôn nhá. Em sẽ có màu màu xanh này, màu hồng này, màu trắng và màu đen có mút ngực ở trong. Cái này cho em có mút ngực ở trong nhá cả nhà ơi. Mặc gọi là nó nâng ngực dã man. Cái đấy mà mình đi thể dục các thứ ok. Các chị đi vận động thể dục thể thao này mình mặc trong. Rồi sau đấy chị em mình khoác áo khoác ở bên ngoài cũng đẹp. Hay là mình kết hợp như thế nào cho em xinh. 39.000 một cái có mút ngực luôn. Nên là yên tâm chị nào ngực đầy, ngực lép đều ok cho em mã này. Mặc rất rất là nâng ngực cho em. Comment đúng mã cho em là sẽ là N22. Em bán tặng các chị luôn là 39k nhá. Cả nhà nhìn màu cho em nè. Ủa ơi váy treo sẽ là 219k cho em nhá. Mã số cho em sẽ là V120. Còn chị nào léo bồ ra em mặc comment cho em là N22. Bán tặng các chị luôn là 39.000 và đằng sau này. Siêu siêu đẹp cho em như thế này. Đó, N22 cho em nhé cả nhà ơi. 39.000 rất là đẹp, quá sang. Rồi mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ live stream nhé cả nhà. Để em bán gọi là chiên các chị quả quần này. Quần này là em bán thật sự là nói thật sự là phải giá chi ân ấy. Cho chị cái mã quần này luôn đi. Lên đúng mã cho em là N22 nhé. Láo bờ ra, lên quả quần em đang mặc luôn. Hot đình đám các chị ơi. Quần hot đình đám luôn cái mã quần này. Bao nhiêu cân các chị cũng vừa. Có size đấy. Quần em sẽ có từ size S nhỉ? Từ size S đến size XL, số rồi chị xem có từ size S đến XL không?
S đến XL cho em mã quần em đang mặc. Trời đất ơi, nó mềm, nó mịn, nó mát. Mặc cứ cảm giác như các chị đang không mặc gì ấy. Comment quần này cho em nhé cả nhà ơi. Em có rất là ít thôi nha. Mã này của em đấy chị ơi, lên nhanh hộ em với. Q71. Quần em là mà comment cho em là Q71 hộ em là có đơn đấy chị ơi. Q71 cho em là nhá. Quần em là đang mặc, em sẽ có size S, size M, size L và size XL. S là các chị dưới cho em là, S là mình dưới cho em là bao nhiêu cân nhỉ? S là mình dưới 50 cân. M là các chị dưới 52, 53 cân mình chốt M. L là 55, 56 và XL là dưới 60 cân cho em. Quần này không hề mỏng nha các chị ơi, không hề mỏng một tí nào hết. Tại vì chất của nó là chất nhăn như thế này, chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Và quần này em bán tặng cả nhà luôn. Q71 không hề mỏng nha các chị ơi. Nào em bóc một cái quần cho các chị xem này. 89.000 một quần. Trời ơi, mặc nó nhẹ nhàng các chị ơi. Nhặt mặc cực kỳ là nhẹ nhàng cho em. 89.000 một quần nhăn cho em như thế này nhá. Hoặc toàn bán là hơn trăm. Em là bán kỷ niệm các chị 89.000 một quần. Bao sang Q71 và kèm size cho em nhá. Có từ S đến XL. Chị nào lấy size như thế nào, mình chốt size như thế đấy cho em nhá. Mã này là Q71 ạ. Cảm nào cho em đẹp. Cái này có rất là nhiều cảm khác nhau. Chị nào lấy thì mình comment đúng cho em sẽ là Q71 cho em nhé. Ok, 89.000 một quần. 89.000 một quần này cho em nhé. Rồi, chị hàng fan hai cái này. S đến XL cho em nhé. Chuẩn hàng đẹp cho em như thế này. 89.000 đồng cho em một quần. Bao sang luôn. Rồi, chị thảo nguyên một quần Q71 ạ. 89.000 cho em đầy đủ size. Cái này các chị mặc rất là nhẹ, nhẹ cực kỳ. Mặc nó không bị nhăn. Cái này mình quay máy giặt vô tư thoải mái cho em dòng này luôn. Chị Hương Phạm một quần này. Ok, chị Thuy Trần một size M. Rồi, chị Thanh Quý có luôn cho em. Rồi, Q71 cho em là nhá. Bán tặng các chị là 89.000, đẹp đúng không? Quá đẹp, quá xuất sắc luôn mã quần này luôn các chị ạ. Bao sang, bao đẹp cho các chị mã này. Ôi, 89.000 đồng. Ok, chị Thu Hà có hàng luôn cho em này. Rồi, chị Bé Heo có. Cái quần này em có từ size S đến size XL nha cả nhà ơi, chắc đẹp. S đến XL cho em nhá. Cái này có túi đấy, về các chị đục túi giúp em nhá. Có, mình về mình cắt quýt hộ em. Đây là em chưa cắt quýt đâu. Comment đúng mã cho em là có đơn nhá. Q71 89.000 một quần Q71 ạ. Ai lấy Q71 thì mình lên đúng cú pháp cho em sẽ là Q71 nhá. 89.000 cho em một quần. Quá sang, quá đẹp, không bị mỏng một tí đâu. Teo nào em bảo các chị rồi. Màu đen nó còn mỏng thì màu nào nó không mỏng đúng không? Không hề mỏng một tí nào cho chị cái quần cặp trên đĩa. Lên đúng mã cho em là được nha các chị ơi. Rồi ok, chị Lý Trần có, chị Đinh Tuyến có. Mã này quá đẹp. Em bảo các chị rồi, không lấy cái mã này là cực tiếc. Cái này mặc siêu siêu mát cho em. Cực kỳ là mát, cái nào mát hơn cái này thì em để cho các chị thêm cái nữa. Đấy, comment đúng mã cho em là Q71 cho em nhé cả nhà ơi. Q71 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Rồi ok, lên sóc bò từ từ. Ai lấy Q71 thì mình chốt đúng cú pháp cho em là có đơn. Bán tặng các chị luôn là 89.000 để em qua mẫu nhá. Lên tiếp được các chị một ăn này. Bao xịn sò. Ôi, có chị nào đang hóng cái quần này từ lâu lắm không? Có chị nào đang hóng cái quần này nha em từ rất là lâu mà hôm nay em mới về cho các chị được không? Đó, áo em mặc là N22, bán tặng các chị luôn là 39.000 một cái em đang mặc. Có chị nào đang hóng cái quần này không? Một cái mã quần bom u mì thần thánh nhà em bây giờ mới về hàng để các chị chốt. Đẹp chưa các chị, nhìn kỹ cái cặp cho em và nhìn hàng này. Ê ơi, hàng này em bao đỉnh cho cả nhà luôn. Bao đỉnh cái quần này cho các chị lưu của em và em bao giá toàn quốc cho các chị mã quần này. Ok chưa cả nhà? Quần này em lại có từ size S đến size XL. Từ M ấy nhỉ? Từ M hay từ S nhỉ? Đầy đủ size luôn cho em nhá cả nhà ơi. Phê ly chưa? Lên áo hồ chiếu giúp đăng. Ok em có lên, em đăng nhiều quá. S, M, L, XL cho em quần này. Q mấy? Q110 cho em quần này nhá. Comment đúng mã quần này cho em là sẽ là Q110. Chị nào mà chưa chốt được quần này mình comment nhanh và luôn cho em mã quần này. Q110 và kèm số điện thoại cho em nhé. Quần này em sẽ có cho các chị là từ size S đến size XL. Hàng người ta bán 167. Em kỷ niệm các chị luôn 109.000 một quần này. Q110 và kèm số điện thoại cho em nhé. Comment đúng mã quần này cho em là Q110 cho em là có đơn. 100 bao nhiêu ạ? 109.000 cái mã quần bom thần thánh này. Các chị thấy chưa? Chuẩn hàng đẹp luôn, nhìn cái cảm nó dã man cuộc đời cho. Đó, nhìn cái cạp cho em này. Bao sang nhá, dáng cái quần này là dáng baggy cho em, dáng bom ấy. Đơn giản dễ mặc, bắp đùi to, mắc đùi bé đều ok, em sẽ thử cho các chị mã này nhá. Nhanh và luôn cho em này, bao sang các chị ơi.
Quần này không đẹp trả lại hàng luôn cho em nhá. Rồi em sẽ mặc thử cái dáng là các chị cất luôn. 109k một quần. Chị ơi, em ơi cái này thật sự là nó quá đỉnh. Thật sự là nó quá đẹp đấy chị ạ. Em ơi tặng vòng eo con kín cho các bác như thế này nữa thì Q110 cho em nhá. Hay đấy chị ơi. Cái giá mặc lên ngon lành gánh đào chưa. Mặc sơ mi cũng đẹp, mặc cái gì cho em cũng đẹp những cái mã quần như thế này. 109.000 cho em một quần nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là Q110 và kèm số cho em. 109.000 cho em các chị cái quần này. Bao sang bao đẹp, cái cam này là cặp co giãn cho em nhá. Dáng quần bao ghi cho em như thế này. Dáng quá là thông dụng, cực kỳ là thông dụng cho em mã này luôn ấy. Lên đúng mã cho em là K110 cho em là có đơn nhá. Bán tặng các chị 109.000. 109.000 quần em đang mặc nhá. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là được. 109k nhá. Ai lấy quần em đang mặc mình comment cho em là Q110. Các chị thích đổi như thế nào cũng được ạ, miễn là ngày mai bên em chốt đơn. Các chị không đổi là ok. Còn bây giờ các chị cứ thích đổi như thế nào là thoải mái á. Mình ưng mã nào mình đổi cho em mã đấy. 109.000 cho em nhá. 109.000 một quần. Comment đúng mã cho em là được ạ. Chất của nó là chất Umi. Hàng này là chất Umi Hàn cho em nhá cả nhà ơi. Váy là 219.000. Mã cho em là V120. Quần này mình lên đúng cho em sẽ là Q110 và kèm số điện thoại cho em nhá. Comment đúng mã áo à quần cho em sẽ là Q110. Em bán tặng các chị là 109.000 một quần. Bao sang, bao đẹp, bao xịn xò luôn. Chất co giãn đúng rồi ạ. Chất này là chất umi ạ. Chất umi Hàn nhá các chị. Hàng này là chất umi Hàn cho em nhá. Có từ size S cả nhà ơi. Em bao giá toàn quốc được các chị mã quần này. Comment đúng mã cho em là có đơn. Cả của nó còn co giãn nữa cơ. Bán tặng các chị luôn nhá. 109.000. Quýt. Đẹp nhá. Em ơi 52 cân giống em mặc size S thôi cả nhà ơi, đẹp đúng không? Trời ơi nhìn cái phần cạp đấy chị này, kinh khủng khiếp đẹp luôn. Bao tiền đấy chị? 109.000 chất umi. Đi làm đi chơi ở đâu cũng mặc được. Bao sang bao xịn xò luôn. 109.000 một quần cho em đi nhá. Q110 cho em 52 cân giống em mặc size M được. Cái cạp nó quá đẹp. Chất này dày dặn banh, gọi là quá đanh luôn cho em luôn. Sơ mi là M31 ạ. Chị nào lấy sơ mi em mặc comment là M31 cho em nhá. 59.000 một sơ mi này. Ai lấy sơ mi đang mặc mình comment đúng mã cho em là M31 kèm số điện thoại. M31 cho em nhá. Váy thì có size S, size M. Comment đúng mã cho em sẽ là M31 là váy à là áo em đang mặc nhá các chị ơi. 59.000 một sơ mi này. Sơ mi này các chị dưới 60. 60 65 cân mình chốt đơn cho em mà có đầy đủ các màu cho các chị nhá. Em sẽ có màu hồng này. M31 em có hồng. M31 em có xanh, có nâu bò, có kem. Và màu em mặc sẽ là màu trắng. 59.000 một con sơ mi hàng xuất luôn. Chị nào lấy sơ mi em mặc comment là M31 nhé. 59.000 đồng. M31 là sơ mi em đang mặc. 59.000 chất này các chị ơi. Đầm sau cho em là 219.000 mã V120. Chị nào lấy con này mình lên cho em là M31 và kèm màu cho em form dáng rộng. Cái này các chị sơ vin đi làm đi chơi ok thoải mái. Mình đi chơi thì mình kết hợp được kiểu đi chơi, mình đi làm thì mình kết hợp với ví dụ như là sơ vin với quần. Quần này em đảm bảo các chị bao đẹp luôn nhé cả nhà. Có size đến 60 cân. Nếu mà các chị thích cái size này, nếu mà thích size to nữa em sẽ thích cái lên size tầm các chị 70 cân ok. Nhưng mà hôm nay cứ về trước cho các chị thì điểm trước là size đến 70 cân. À size đến 60 cân là có S, có M, có L và có XL. Sơ mi cho em là M31 cho em. Giá đó các chị là 59.000, đơn giản dễ mặc ai cũng mặc được. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhé. Em có hồng, có xanh, có bò, có trắng và màu em mặc. Đây, màu kem cho em như thế này nữa. 59.000 một áo rồi, tiếp tục lên ạ. M31 cho em là có đơn nhé cả nhà. Đơn giản nhẹ nhàng đúng không? Quần cho em này là Q110 ạ. Quần này em quá ưng, chắc chắn là để lại một cái để mặc rồi. Quá sang, quá xịn. Comment đúng mã cho em là M31 cho em nhé. Là sơ mi em đang mặc. Rồi. Tiếp tục em sẽ lên tri ân cho các chị mã này. Đấy ạ. Lên tiếp tục cho các chị luôn một cái mã chiên này nhá cả nhà ơi. Nên là các chị ơi, một chị cho em xin một nút chia sẻ livestream nhá. Hoa Cúc kia bán tặng nốt đi.
Phần chip này thì em sẽ tặng mỗi chị một cái này. Đây, dòng phần chip này đi. Tặng nốt cho mỗi chị một cái nhá. Có lên váy á, được, em sẽ lên váy cho các chị. Có lên váy nhá, sơ mi mặc sẽ là M31. Đẹp đúng không? Đẹp sang xịn sò. Này, em lấy một chút. Còn giấy. Đây, quần chip này đi, bán tặng mỗi chị một lố nhá. Quần này em hạ mẫu rồi, em không về nữa đâu các chị ơi. C25 quần chip này em bán tặng cho các chị luôn. Quần chip này cho em sẽ là C25 nhá cả nhà. Chị nào lấy quần chip này mình lên đúng mã cho em là C25. Cái này có rất là nhiều màu, em bán tặng nốt cho các chị luôn ạ. 110.000 10 quần. Comment đúng mã cho em là C25. Em có lên quần bò, lên đúng cú pháp của em sẽ là C25 nhá. 110.000 110.000 10 cái. Lên đúng hộ em sẽ là C25 quần chip ren. Và cái này các chị dưới 60 cân, 60 cân là mình chốt đơn cho em là ok nhé cả nhà. C25 hộ em 110.000 10 cái quần như thế này cho em. Bao sang, bao đẹp, bao xịn các chị ơi. Này ren nó rất là mềm, cặp của nó rất là chắc chắn ren như thế này nhé. Bao mềm mịn cho các chị luôn. C25 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé các chị ơi. Lên đúng cú pháp cho em sẽ là C25 nhé. Kèm số điện thoại. Những cái hãng này là chưa làm mã đúng không? Lên đúng cú pháp của em sẽ là C25 nhá. Bán tặng các chị luôn là 110.000 10 cái quần cho em như thế này. 110.000 10 cái, ok chị Thu Nguyễn có. Lên đúng cú pháp của em sẽ là C25. Cái này là em bán tặng nhá. Em chiên mỗi chị một cái. Thực sự là giá này là giá chiên hết cả nhà ơi. Không ai có thể bán được cái giá mà 110.000 cái quần này đâu. Toàn bộ là những cái loại ren đẹp mềm mịn cho em như thế này. Em bán tặng hết các chị luôn là 110.000 10 cái cho em như thế này. Lên đúng cho em sẽ là C25 nhá. Rồi chị Tú Nguyễn có luôn ạ. Các chị cứ về mình mở ra mình kiểm tra xem đúng cái loại này nó ren nó đẹp không. Ren nó mềm mà cái chất của nó cực kỳ là mát luôn. Cái này em còn một ít nữa thì em bán tặng nốt cho các chị là 110.000 10 lố cho em 10 quần. 110.000 10 quần cho em như thế này. Chỉ cần lên đúng mã cho em là C25 nhá cả nhà ơi. Em bán tặng mỗi chị một chiếc ạ. Rồi ơi 110.000 10 cái, tính ra có 11.000 một cái thôi. Chuẩn hàng Quảng Châu đẹp cho em nhá. Đấy, cứ chỉ cần lên đúng mã cho em là C25 là có đơn. Để em qua mẫu cho các chị nhá. Thôi chị cái chân váy kia đi, C45. C25 và kèm số điện thoại cho em là được. Bán tặng các chị luôn cho em là 110.000 nhá. Rồi, tiếp tục các chị ơi. Nào, em sẽ lên tiếp tục một cái mã chân váy này. Hôm qua chị nào mà chưa chốt được ấy ạ, thì hôm nay mình phải nhanh vào luôn cho em nhá. Chân váy này không phải lúc nào cũng khó đâu. Em về hết đợt này là không về thêm nữa nha cả nhà. C45 chân váy công sở cho em. Và lần đầu tiên là em ôm được cái giá sale. Em bán tặng các chị giá sale như thế này. Chân váy công sở, chân váy này em có từ size S đến size L. Và em bán tặng các chị luôn chân váy này 50.000 một chiếc. C45 và kèm số điện thoại cho em. Có size S, size M và size L. Áo em mặc là 59.000 mã M31. Còn mình lên đúng chân váy này cho em lại sẽ là C45. Em bán tặng các chị luôn là 50.000 một chiếc ạ. Có từ S, S là các chị dưới 50, 51, M dưới 52, 53 và L các chị dưới 55 cân. Bao form chuẩn cho các chị luôn. Và bán tặng các chị là 50.000 một chân. 50.000 một chân máy công sở cho em như thế này. C45 và kèm số điện thoại cho em nhé cả nhà. C45 ạ. Chị nào lấy C45 thì chốt ngay và luôn cho em nhé. 50k. Quá rẻ đúng không các chị? 50.000. C45 và kèm size cho em là có đơn nhé cả nhà. C45. Nhanh và liền luôn cho em mã này luôn. Áo em mặc là 59.000 mã M31. Chị nào lấy áo em mặc comment là M31. Còn mình lên cho em chân váy này là C45. Chân váy công sở nhá. Hãng của nó là Merrill. Đó, từ cái tag mark cho em. Em bán tặng cho chị 50.000. C45 và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Đó, set em đang mặc nhá. Quần em đang mặc các chị comment cho em là Q110. Giá là 109.000. Áo em đang mặc là M31 và giá là 59.000 một áo thôi. Quần này bao xịn hàng loại một, chất cực đỉnh nhá. Cái quần này là chất cực đỉnh luôn các chị. Hôm nay chị mới nhận được đồ bé, chất đẹp mà giao hàng nhanh quá. Mới chốt hôm qua, hôm nay nhận được hàng. Em cảm ơn chị Hương Tiếp nhá. Chắc là chị Hà Nội hoặc chị ở miền Bắc. Thật bên em giao hàng nhanh mà. GT là giao hàng là nhanh luôn rồi đấy. Đấy, comment đúng mã cho em là có đơn nhá. Đầm treo 65 cân vừa cho em size M nhá chị. Đầm treo comment cho em là V120. Và mã váy, chân váy này mình lên cho em là C45 nhá. Rồi em lại qua mẫu luôn. Áo qua phúc luôn em, không cần ấy đâu. Đâu, hoa cúc cho chị mỗi không phải em bán tặng mỗi chị một cái áo hoa cúc nhé. C45 và kèm số điện thoại cho em nhé. C45 hoa cúc này thì em bán tặng mỗi chị một chiếc. Chị nào nhanh tay thì có đơn, mà chậm tay thì hết này.
Đây chị mặc cái đấy được. Cái này em sẽ có đủ màu. Váy đằng sau em lên rồi á, V120. Chị nào lấy váy đằng sau thì mình comment cho em là V120 là có đơn. Quá nhanh đúng không? Rồi, sơ mi hoa cúc này em tặng mỗi chị một cái nhá cả nhà ơi. Còn mới à, từ sơ mi hoa cúc này em xin phép tặng mỗi chị một cái sơ mi này luôn, quá đẹp. Con này em sẽ có màu đen. Hôm trước chị bán bao tiền nhỉ? K24. Bảy chín nghìn đúng không? Hôm nay tặng nốt được các chị con này. Ta gì nhỉ? K24 đúng không? K24 sơ mi hoa cúc. Trời đất ơi, đẹp chưa các chị? Em sẽ có màu đen và có màu trắng nha. Màu đen và màu trắng này. Sơ mi hoa cúc hàng đẹp. Em bán tặng các chị luôn sơ mi này luôn. Bao sang bao đẹp cuộc đời cho các chị sơ mi này luôn nhá. Comment đúng mã cho em sẽ là K24 và kèm màu. K24 em bán tặng các chị con sơ mi này luôn. Sơ mi hoa cúc hàng đẹp. Con này các chị ở dưới 55, 56 và mình chốt đơn. Comment đúng mã cho em là K24 nhá. Bán tặng các chị con này luôn. Bán kỷ niệm nốt mỗi chị một cái 79.000 K24. Comment đúng mã cho em là K24. Em sẽ có màu đen và em sẽ có màu trắng nhá. Bao hàng Quảng Châu loại một cho các chị cái mã này. 57 cân là mình chốt đơn. Hai màu cho em là màu đen và màu trắng á. K24 và kèm màu cho em nha các chị ơi. Ai thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Còn em có bán luôn mã là Q110. Thấy các chị không? Cái này mặc cái gì cũng được. Các chị mặc bất kể cái gì đều cho em đều đẹp. Lên đúng mã cho em là K24 nhá cả nhà ơi. 79k hoa cúc chuẩn hàng Quảng Châu loại 1 cho em. Đó, lên đúng mã cho em sẽ là K24 và kèm màu ạ. Em có thấy chị Hoa ở đây rồi, chị Ánh Mai màu trắng luôn. Đẹp đúng không các chị ơi? Bao đẹp bao form từ trên xuống dưới đẹp mê ly lồng lộn cho em như thế này. 79k một áo này quá đẹp các chị đâu. Công nhận là quá đẹp quá sang đúng không? Từ cái chất, từ cái form. Màu em mặc các chị sẽ chốt cho em là trắng, màu này là màu đen. Màu nào cho em cũng đẹp, màu nào cho em cũng sang. Đó. Quần cho em là 109.000 bác nhá. Áo thun đúng không? Có lên áo thun cho các chị luôn. Ôi bạt ngàn áo thun luôn. Đấy đúng mã cho em nhá, để không bị ẩn nhá. Rồi chị Timmy có một màu trắng rất là đẹp. Quần em mặc không có nâu, có duy nhất một màu em đang mặc thôi. Đẹp nhỏ các chị nhỉ. 79.000 để em qua mẫu nhanh. K24 và kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi chị nào lấy K24 thì mình chốt cho em mã này. Con này em có số lượng rất là ít nên là chị nào lấy nhanh mình comment ngay và luôn cho em là K24 nhá. Bán tặng nốt được các chị luôn, được cái con này không nhăn, không biết nhăn là gì luôn. Lên đúng mã cho em là được ạ. Có lên sóc bò từ từ em sẽ lên sóc bò cho cả nhà xong. Cứ lên đúng cho em sẽ là K24 nhá. 59.000 à 69.000 đồng. K24 69k. Lên đúng màu khác của em là có đơn. Mặc với cái này hợp luôn không nhỉ? Để gì rồi? Đây cái áo em đăng đúng không? Cái áo này đúng không? Áo này để cho chị mặc cái quần tây mới này. Để em thử kết hợp cái áo này cho các chị xem là có hợp với cái quần này không. Hợp không? Để lên K24 cho em nhé. Đó. Ui. Kéo rất là đẹp. Em sẽ có màu kem và màu trắng nhá. Hai size SM nhá cả nhà ơi. Hai size SM cho các chị luôn. Mã này thì em nhỉ? Eo ơi. K76 và kèm số điện thoại cho em nhá. K76. Em sẽ có màu kem và em sẽ có màu trắng. Hai màu, cái tay của nó là tay tơ. Vải của nó là vải bonga hàng cao cấp cho em nhá. K76 á. Quần là 109.000, K76 á. Em sẽ có cho các chị là màu kem và màu trắng. Comment đúng áo này cho em là K76 nhá. Em có size S và em có size M. S là các chị dưới 52 và M là mình dưới 55 cân, mình chốt đơn cho em. 129.000 K76 á. Ai lấy K76 mình chốt là K76 cho em nhá. 129.000 kèm theo các chị một cái tag cho em như thế này. Bao sang, bao đẹp, bao xịn. Hai màu cho em là kem và trắng nhá. Comment đúng mã cho em là K76. Áo thun nhà em rất nhiều. Cực nhiều luôn. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là K76 ạ. Áo này mình mặc đi làm, mình mặc đi chơi. Đi chơi thì mình kết hợp với chân váy. Đi làm mình kết hợp với quần âu, chân váy công sở. Cái này em thấy rất là dễ mặc. Đơn giản, dễ mặc, ai cũng mặc đồ cho em. Từ 40 cân đến
55 cân nha các chị nhá. 40 cân đến 55 cân. Size S là mình dưới 52 và size M là mình dưới 54. Chị nào mà cao tầm 55 cân cho em mình chốt đơn ở cho em mã này. 129.000 nhá, K76 á. Em sẽ có màu kem và em sẽ có màu trắng. Tay của nó là tay phối kem hoặc tay phối trắng cho các chị như thế này, kèm cho các chị một cái tag. Trời ơi. Váy đằng sau em lên rồi V120. Chị nào lấy váy đằng sau comment cho em là V120 ạ. Còn áo này mình comment cho em sẽ là K76 nhá. Rồi chị Thúy Bùi cho chị một kem. Em có màu kem và em sẽ có màu trắng khóa kéo đằng sau. Đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc được nhé cả nhà. 129.000 cho em mẫu áo này. Nó có chít ly cho các chị như thế này nữa thì quá là tuyệt vời đúng không? Có chít ly đầy đủ tay bánh bèo. 129.000 một váy. Comment đúng mã cho em là K76 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Ai lấy K76 thì mình chốt là K76 dùm em. Màu đen nó hơi bị thiếu áo một tí không sao. Lên đúng mã cho em là K76 nha. 129.000 K76. Áo này em cũng còn ít này. Tặng nốt cho các chị luôn áo này. Đấy, mỗi chị cho em xin một lúc chia sẻ live stream nhé cả nhà ơi, để nó không bị ẩn tương tác nha. Rồi, áo này em xin phép tặng mỗi chị một cái. Con này em cũng còn ít thôi nha cả nhà ơi. Bánh bèo yêu chưa? Hả? Con này các chị cứ dưới 55 cân mình chốt đơn đi. Con này còn ít em lại tặng nốt nhá. Mã này của em sẽ là K112. Chị nào có chia sẻ live stream chắc chắn nó săn được mã này. Em xin phép tặng mỗi chị một cái áo này 69k. K112 cho em áo kiểu này. Em sẽ có màu hồng, màu vàng, màu kem, màu xanh, đầy đủ các màu luôn. Em đang mặc là size S. Comment đúng mã cho em sẽ là K112 cho em nhé các chị ơi. 69.000 một chiếc, em tặng nốt ạ. 69k xinh lắm ý. Các chị kết hợp với cái quần này cũng đẹp. Đó, mình kết hợp với cái quần này cho em xinh. 69.000 và lưu ý là em chỉ chốt đơn cho những chị nào chia sẻ nhá. Những chị nào không chia sẻ là không có đơn mã này cho em đâu ạ. Bao nhiêu tiền? 69.000 K112 xinh vô cùng các chị ơi. Trời đất. Quá xinh, quá đẹp cho mã này luôn. Em sẽ có màu hồng nhá. Cái này em chưa là nó bị nhăn. Nhưng mà mình móc ra các thứ là nó sẽ là như thế này. Gặt các thứ nó sẽ vào khuôn cả nhà ơi. Màu xanh cho em này. 69k một áo nhá. Đầm treo cho em là 219k. Mã là V120 và em sẽ có hai size SM. Đây em sẽ có màu xanh nha các chị này, màu kem, màu xanh, màu đen, màu hồng, màu vàng, màu đỏ. Đầy đủ các màu, chỉ cần lên đúng mã cho em là K112. Em bán tặng các chị luôn là 69.000. Mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ live stream nha. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là có đơn. Quá xinh, quá đẹp các chị ơi, nhiều lắm. Bây giờ tiếp tục lên cho các chị một mã này, mã ngoài cùng nha. Mã ngoài cùng em tặng nốt nhá. Đâu cái ngồi ngoài cùng cùng đâu. Lên đúng mã cho em là K112 cho em. 69.000 ạ. Rồi chị Quỳnh Như đỡ có. Chị nào thích màu nào mình comment màu đấy cho em nhá. Màu nào xinh đúng không? Vàng cũng đẹp. Em thấy màu nào đều ok. Tại vì màu nào lên mặc lên nước da của mình rất là sáng. Ai thích màu nào mình chốt hộ em màu đấy là có đơn. Đây em sẽ lên một cái mã này không biết còn nhiều không nhỉ. Thôi thì còn bao nhiêu thì em sẽ tặng nốt cho cả nhà. 69.000 đồng cho em nhá. Rồi chị Anna một chiếc này. Các chị ơi comment màu luôn đi để bên em chia chốt cho mọi người nhá. Em có hồng, K112 có vàng, có đỏ cho em nè. Có kem, có xanh, có đen. Giá bao nhiêu ạ? 120 em sale các chị 69.000 luôn. Mã này siêu đẹp nhá cả nhà. Siêu đẹp luôn, mặc lên xinh vô cùng luôn. Rồi mã này em hết qua mẫu luôn nhá. 120.000 sale các chị luôn, 69.000. Con này em cũng còn ít này. Em tặng nó cho cả nhà luôn con này. Xinh vô cùng, đẹp vô cùng. Nhưng mà còn ít, em sẽ sơn nốt cho các chị con áo này luôn cho em nhá. Còn ít thôi. Con này các chị phải bấm nhanh thì mới có đơn. Chậm tay thì hết nhá. Em chào chị Thúy. Rất là ít nhá. 60 cân không mặc được rồi chị ạ. Con này 60 cân thì không mặc được rồi nha. Áo này là mã gì em nhỉ? Em có màu trắng và em có màu kem. Chị nào chia sẻ livestream là có đơn ngay. Áo em mặc có hai size SM. Chú ơi. Em nói nó đẹp các chị ơi, nhưng mà còn đúng hai màu là màu kem và màu trắng. Đầm treo là 219.000 cho em nhá. Áo này mình cứ comment đúng cho em là được. Theo cái này em còn ít hả? A228. Em tặng mỗi chị một cái á. A228 em tặng mỗi chị một cái 50k. 50.000. A228 em tặng các chị 50. 50k con áo này luôn cho em. Có màu kem và có màu trắng. Comment đúng mã áo kiểu này cho em là A228 và kèm màu. Màu trắng và màu kem màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. 50k một áo và chốt cho những chị nào chia sẻ livestream nhá cả nhà. Áo em mặc là 129.000, mã cho em là mấy nhở? K mấy nhở? A228 cho em. Trời ơi, 50k.
50k. K76 nhá. Áo em mặc có cả trắng, cho chị một mã phông nhá. Đây. Áo em mặc có hai màu, kem và trắng á. Comment đúng mã cho em là K78 rồi, em có mẫu cho cả nhà, hết hàng ạ. Hết hàng nha các chị ơi. Ai bấm nhanh thì có đơn chậm tay thì hết. Mã em xin phép hết nhá. 50.000 tặng nốt. Áo này có nhiều không ta? Chưa bán bao giờ á. Ok, lên đúng mã cho em là được nhá. Kéo khóa rồi chị ơi. Có hai màu thôi à? Mã đâu? A228 cho em là được nha. Kim cương. Áo kim cương này em tặng mỗi chị một cái nhá. Mà với cái quần ngố kia là nhà ngố mi đánh rộng ấy. Ờ, mà con đấy đâu? Mà lớn như mà lớn như đi anh chậm đấy. Có hai mã làm riêng mà bộ tập cũng có. Đây này, đem vào trong đây này. Ôi các chị ơi, lên áo này cho em nhá, kim cương. Em liếc xem cái mã này kim cương ở đây. Áo này em tặng cho mỗi chị một cái con áo kim cương này nha các chị ơi, tặng mỗi chị một cái con áo kim cương này luôn. Con này em sẽ có cho các chị luôn là màu hồng nè, đầy đủ các màu cho em nhá. Áo kim cương em đang mặc các chị comment cho em là A29. Em sẽ có màu hồng, màu xanh. Áo kim cương này màu nào cũng đẹp, A29 nhá. Áo em đang mặc nhá, hồng nhá, xanh nhá, trắng nhá, đen ghi. Màu nào cho em được các chị ơi, A29 con này siêu đẹp. Hả? Thì mà lại A số 4 ở đây rồi. Ok. Trời ơi, con áo phông này em nói thật là mặc lên quá mát. Em có xanh, có trắng, có hồng, có ghi, đầy đủ các màu cho các chị luôn con áo này. A số 4 à? Màu ghi cho em này. Comment đúng mã cho em là được nhá. Quần em mặc có lên luôn. Có lên quần em đang mặc. Nhanh nha các chị ơi, nhanh. Quá đẹp luôn cho em. A mấy? Cái áo này em có ít, nhóm đợi em một tí xem chuẩn mã là gì. A29 cho em nhé cả nhà. A29, 69.000. 69.000 A29 mã áo này. A29 cho em bán tặng khách hàng là 69.000 một áo. Từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn cho em thoải mái mã này. Em sẽ có màu ghi này, màu trắng, màu xanh và màu em mặc sẽ là màu hồng. Comment đúng mã cho em sẽ là A29 nhé. Em bán tặng các chị luôn là 69.000 một áo, chất siêu đẹp, siêu dày dặn luôn. Cái này mình kết hợp với quần ngố cũng đẹp, kết hợp với quần gì cho em ok. Comment đúng mã cho em là A29 nhá. Bán tặng các chị luôn cho em là 69.000 một áo các chị ơi, phong nó xịn. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nói chung là bao la đẹp cho các chị luôn mã này. Trời ơi. Nhanh nha các chị ơi, mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ đi. Để em sẽ bắt đầu lại quy bom tiếp cho các chị này. Trời đất ơi. Em thấy màu nào nó cũng đẹp, màu nào nó cũng xinh mà mình mặc đơn giản, dễ em mặc. Ai cũng mặc được từ 40 cân đến 65 cân là mình chốt đơn cho em nhá. Có lên váy. Em có một cái siêu phẩm này. Ấy chị có muốn lên váy này không? Váy kẻ ô, đẹp kinh khủng luôn. A29 cho em nhá cả nhà ơi. Rồi. A229 á, áo em mặc là riêng quần. Quần em mặc có size luôn. Có lên quần em đang mặc nhá. Áo là A29, chị nào lấy áo mình comment cho em là A29. Em bán tặng các chị là 69.000, chất đẹp lắm. Các chị nhìn cái đường vân cho em này. Từng cái đường vân cho em nhé. Chuẩn hàng Quảng Châu bao đẹp cho các chị như thế này. Mà bán tặng khách hàng có 69.000 một áo thôi. Em thật là các chị nên lấy hai cái. Khuyên thật là các chị nên lấy hai cái mọi người ạ. Tại vì cái áo này nó rất là dễ mặc. Đơn giản mà cái hàng của nó các chị ơi. Này, tem mác
như thế này, form đẹp như thế này, chất như thế này, 69k mà các chị ông chốt là phí. Đầm tre là 219.000 chị nhá, V120. Trời ơi các chị ơi, năng động đúng không? Kim cương. Đó, đẹp chưa? Sáng chưa các chị ơi? Bao nhiêu tiền? 69.000 cho em một áo này thôi. Em sẽ có màu xanh, em sẽ có màu trắng, em sẽ có màu ghi, rồi lên mã quần để các chị chốt luôn. Quần các chị xin cái quần này đi. Q70, 2 sọc, 3 sọc nhá. Cái này là 3 sọc. 1 sọc, 2 sọc là một mã. Ok. 2 sọc, 3 sọc là một mã, 1 sọc. Ý là hai cái là Q70 nhưng mà chị chọn cái gì? Q70 cho em nhá. Quần em mặc sẽ là Q70, cho em móc cho chị cả 2 sọc đi. À 3 sọc đi. Quần em mặc sẽ có là 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc nhá cả nhà. Quần này là 2 sọc. Đây, móc cho chị cái 3 sọc. Comment đúng mã quần này cho em là Q70 các chị ơi, là quần em lại đang mặc. Trời ơi, em nói thật với các chị là nó quá sướng cái quần này này, che bụng mỡ này, dáng quần ngố này, chất umi hàm này. Quần này không sướng, không cái nào sướng hơn quần này nhá, em đảm bảo với các chị luôn. Cái này mình mặc về bao sướng cuộc đời. Bao đẹp luôn cái mã quần này cho em. Q70 là quần em đang mặc các chị ơi, bao hàng loại một, chất rất là đẹp, có từ size S đến size XL. Có một sọc, hai sọc, ba sọc, chị nào thích sọc nào mình chốt. Ví dụ như em đang mặc là hai sọc này, đây là ba sọc và đây là một sọc cho em. Chuẩn hàng Quảng Châu nhá, em báo giá tặng với chị luôn nhá. Con này hàng rẻ thì không tính, hàng những cái chất hàng rẻ rẻ thì em không tính. Đây là chuẩn là chất u mì hàng cho các chị, đẹp cực kỳ nhá, nghe giá cho em luôn này. 79.000 một quần, chất bao đẹp, dạng quần ngố, đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc được nhá. 79.000 một quần cho em. Comment đúng mã cho em là Q70 nhé cả nhà ơi. Ai lấy Q70 mình chốt cho em có 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc. Mình thích sọc như thế nào mình chốt sọc như thế đấy cho em. 79.000 một quần. Q70 và kèm size S là các chị dưới cho em là 50, M là mình dưới 52, L dưới 54, 55 và XL dưới 58 cân. Mình chốt đơn thoải mái cho em. Trời ơi, cái dạng này các chị ơi mặc ở nhà sướng. Chất của nó là chất umi hàn cho em nhé. 79k một quần. Comment đúng mã cho em sẽ là Q70 và kèm sọc, kèm size luôn. Một sọc cho em này. Cái này là 3 sọc nhá. Quần em đang mặc là 2 sọc nhá. 79.000 một quần, bao đẹp. Áo em mặc là A29. Chị nào lấy áo em mặc comment là A29. Lấy quần này mình comment cho em sẽ là Q70. Cho em áo trung niên nhá. Comment quần cho em sẽ là Q70 cho em ạ. Áo sẽ là A29 nhá chị ơi. Quần là 79.000, em bao giá cho các chị luôn. Ở ngoài nó có hàng rẻ hơn. Hàng rẻ hơn thì chắc chắn chất nó sẽ mỏng hơn. Nhưng mà cái quần này là chất umi hàm, chất cực kỳ dày dặn và cực kỳ đẹp. Bán tặng các chị luôn cho em là bao nhiêu ạ? 79.000 nhá, bao hàng loại đẹp. Các chị nhìn cái mác cho em này. Các chị cứ để ý từ cái mác cho em đi. Bao bì từ cái mác, từ cái form, từ cái chất quần. Mặc lên đơn giản, dễ mặc. Đấy, có 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc. Có 4 size các chị là S, M, L, XL. Chị nào lấy size như thế nào mình chốt size như thế đấy cho em nhé. Mà được cái các chị ơi mặc cái này nó sướng. Công nhận là nó quá là sướng luôn. Chất umi hàn, mặc đơn giản, dễ mặc, ai cũng mặc được. Mình có thể mua cho con gái mình này, mua cho họ, mua cho anh em. Tại vì ai cũng mặc được những cái dòng này cho em nhé cả nhà. Comment đúng mã cho em là Q70 cho em. Một mặc quần quá yêu. 79.000 một quần, mặc ở nhà quá là thoải mái. Có rút dây nhé cả nhà ơi. Comment đúng công phát cho em là có đơn. Ok, chị Ngọc Thu có, chị Thanh Tâm có ạ. Áo là 69.000 cho em, mã A29. Chị nào lấy áo thì mình comment cho em là A29, 69.000. Quần sẽ là Q70 nhá cả nhà. Đơn giản dễ mặc. Rồi, chị Thanh Tâm có luôn, chị Ly Bùi có ạ. 79k cho em một quần, Q70 và kèm số điện thoại. Ai lấy quần này mình comment cho em là Q70 nhá cả nhà. A29 nào anh em mặc. Lên đúng mã cho em là Q70 là ok. Đấy, chuẩn như thế này, bán tặng các chị 79.000. 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc. Cái này mình chốt cho em là 1 sọc này. Cái này là 3 sọc này. Cái này là 2 sọc cho em này. Quá đẹp. 79.000 một quần cho em nhá. Q70 và kèm số điện thoại cho em ạ. S, M, L, XL, 4 size. Ai lấy size như thế nào mình chốt size như thế đấy giùm em. Quá đẹp với chị ơi. 79.000. Bộ nam chưa chị ạ? Comment đúng mã cho em là Q70 nhá. Ok, ai lấy Q70 mình chốt Q70 cho em là có đơn. Bán tặng các chị luôn là 79.000 một quần cho em, hàng đẹp. Hàng chất nó không giống như những cái hàng may vớ vẩn. Hàng may vớ vẩn em không nói nhá. Chất cực đẹp ấy, bao chất đẹp cho cả nhà luôn. Bán tặng các chị luôn cho em giá này đấy. 79.000 cho em nhá, đầy đủ sọc cho các chị luôn. Sọc 1 sọc, 2 sọc, 3 sọc. Kèm size cho em là có đơn nhá. Áo em mặc là A29 á, váy sau cho em comment là V120. Áo em mặc có hồng, có ghi, có trắng, có xanh. Bán tặng các chị áo kim cương 69.000. Chuẩn hàng loại đẹp cho em như thế này.
chị nào lấy áo ấy nó mặc comment là A29 là có đơn nhá. Rồi em qua mã luôn. Bây giờ các chị tiếp tục là mình muốn lên cái gì nào? Váy hay là muốn lên áo ấy chị? Comment được mã cho em là có đơn nhá. Rồi. Tiếp tục nào các chị ơi. À cho em cái quần thái đi. Cho em cái quần thái đây. Comment đúng mã cho em là A29 cho em là có đơn. A29 cho em nhá. À, nào đấy em nghĩ lên cái gì tiếp cho các chị được đây. À, lên váy đúng không? Rồi ok em sẽ lên váy nhá. Lên váy này cho cả nhà. Trời ơi con này thì siêu xinh rồi. Trời đất ơi con này các chị ơi. Con này thì tuyệt vời ông mặt trời con váy này rồi. Thật sự luôn con váy này. Lên váy nhá cả nhà ơi. Nhiều mẫu váy lắm. Rồi A29 cho em là có đơn nhá. Mẫu váy nha chị, váy có cái cổ béo béo á, màu xanh. Trời đất ơi có túi luôn mới sợ. Con váy này nó có túi cho các chị luôn. Về mà em, con này em có túi nhá cả nhà ơi, có túi luôn em ơi, chất vải xịn sò luôn. V125 các chị, có một chị màu á, V125 cho em váy này nhá. Em sẽ có màu đỏ này, màu đen và màu hồng. V125 là váy em đang mặc. Nó kèm túi cho các chị luôn. 169.000 size SM. S mình vừa dưới cho em là 52 nhá. Nhà em chỉ có form như thế thôi. S dưới 52, eo tầm 70 đổ về. Và M là các chị dưới 54. Và eo là tầm 72, 73. Nếu mà chị nào cao thì tầm 74. 169.000 cho em một váy nhá. V125. Chị nào lấy váy này mình chốt đúng cho em sẽ là V125 cho em. Bao đẹp và cái này có túi nha cả nhà ơi. Nó thiết kế cả túi cho các chị luôn. 169.000. Có túi. Có màu cho em là màu đen, màu hồng. Và màu em nó mặc là đỏ. Đó, chị nào lấy váy này mình comment đúng cho em sẽ là V125 nhá. Bao xinh, bao xịn xò cho các chị luôn ạ. V125 và kèm size giúp em. Em sẽ có cho các chị là size S và size M. Bán tặng các chị luôn là 169.000 một váy này. Bao xinh cả nhà ơi. Đó các chị nếu mà không thích dùng túi cũng ok. Tại vì cái này là mang kèm theo. Ai lấy thì mình comment đúng cú pháp cho em là V125 nhé cả nhà. V125 và kèm màu cho em là có đơn và kèm size. Em sẽ có size S, size M, hai size. Chị nào thích size như thế nào mình chốt size như thế để dùng em nhé. Đơn giản dễ mặc, mặc đi đám các thứ này, tiệc tùng này. 169.000 một váy cho em. V125 rất là đẹp. Ai lấy size nào mình chốt size để dùng em nhé. S, M, hai size. Và em sẽ có 3 màu. Màu cho em là màu đỏ này, màu hồng và màu em mặc sẽ là màu đen. Màu đen nhá các chị ơi, màu ngoài của nó là đen á. Đen, hồng và đỏ. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy. V125 và kèm số điện thoại cho em nhá. V125 và kèm số cho em. Ok chị Trang Mai một váy, váy này rất là xinh. Đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc được, gầy cũng mặc được, béo cũng mặc được các chị ạ. Comment đúng mã váy này cho em là V125. Rồi, qua tiếp cho các chị một mã nữa nhá. Ai lấy size như thế nào mình chốt size như thế giúp em. Chị nhà Nguyễn một váy 56 cân chị cao. Nếu mà 56 cân chị cao 1m65 vô tư thoải mái luôn dòng váy này cho em á. Thoải mái nhá. Rồi, lên chân váy này đi. Đẹp quá. Chân váy siêu đẹp các chị ơi, dòng chân váy lụa. Dòng chân váy lụa cho em chân váy này. Em có tiếp tục lên váy nhiều váy lắm các chị ạ. Nhiều váy mà nhiều kinh khủng luôn. Đây, đây cả cái váy này đi. Chân váy này em có ít nha, nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em, đẹp chưa? Chân váy lụa các chị ơi, váy em mặc là V125 xinh đúng không? Có túi ạ, các chị đi làm này, thỉnh thoảng buồn buồn, bỏ tay vào túi như thế này, đơn giản cực kỳ nhưng mà vẫn sang. Chân váy này cho em nhá, đẹp chưa? Các chị có thấy đẹp không? Riêng em là rất là đẹp, cực là đẹp luôn, chân váy này. Nhưng mà chân váy này em có ít,
em mới về được một ít thôi ấy, mới về được một ít thôi. Chân váy này em sẽ có hai màu nhá, đỏ và nâu. Chân váy này em có hai màu là đỏ và nâu cho em nhá. C46 á, 179, C46. Chị nào lấy chân váy này mình comment cho em là C46 cho em là có đơn. C46 179 ạ. Em sẽ có màu đỏ và em sẽ có màu nâu. Hãng của nó là luôn vui vẻ, Louis Vuitton. Chất rất là đẹp, dập ly cho các chị như thế này, đi làm được, đi chơi cũng được. Chân váy này ba công dụng. C46 179 nghìn C46. Ai lấy C46 thì mình chốt là C46 cho em nhá, 179 ạ. Em sẽ có màu nâu và em sẽ có màu đỏ. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em sẽ là C76. À V46. V46 cho em có màu nâu và V46 em sẽ có màu đỏ nhá. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. 179.000. 179.000 V46 cho em. Chân váy rất là đẹp, hàng của nó hàng in 3D. Hàng này hàng in 3D nhá cả nhà ơi. Váy em mặc là 169.000, mã cho em là V125. Và chị nào lấy chân váy này mình comment cho em là V46 ạ. V46 nhá cả nhà. V46 em sẽ có màu kem và em sẽ có màu đỏ. Váy em mặc sẽ là 169.000. Comment đúng mã váy này cho em sẽ là chân váy này sẽ là V46. Em sẽ có một size nhưng mà cái này chất co giãn nhá. Cái cả của nó co giãn và bao nhiêu cân cũng vừa. Các chị dưới 60 65 cân mình chốt đơn cho em. 60 65 cân mình chốt đơn thoải mái cho em nha các chị ơi. Bán tặng cho các chị luôn ạ, 179.000 đó, hình cô gái này. Fashion nhá, đằng sau đằng trước. Cái này là nó dập 3D nhá cả nhà, dập 3D cho em. Hai màu cho em luôn là màu nâu và màu đỏ ạ. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là có đơn. Rồi em qua mã nhá. Váy em mặc sẽ là V125. Đầy đủ các màu ấy nhá cả nhà ơi. Chị nào lấy váy em mặc mình có comment cho em là V125. 169.000 cho em một váy này thôi, siêu xinh. Và nó có cả túi nhá cả nhà ơi, nó có cả túi cho em nữa. Dáng mặc lên rất là đẹp, size S, size M đầy đủ size. Ai lấy váy em mặc mình comment cho em là V125 là có đơn. Bán tặng các chị luôn cho em nhá cả nhà ơi là 169.000. Em sẽ có màu là màu đỏ này, màu đỏ này, màu hồng này và màu đen. Comment đúng mã và đúng cú pháp cho em là có đơn nhá. V125 là váy đang mặc đẹp chưa? Màu này là màu hồng cho em này. Em đang mặc là đỏ này. Và một màu nữa cho em là màu đen. Trời ơi mặc mát dã man. Mặc cực kỳ mát nha cả nhà ơi. Quá đẹp đúng không ạ? Rồi lên đúng mã cho em là có đơn nhá. 169.000 một váy V125. Bao đẹp bao sang, không đẹp không sang, không lấy tiền của các chị. Váy này em cũng còn ít này, cho chị xin này. Váy này hôm em báo nhầm giá cả nhà ơi. Hôm em báo nhầm giá mất cái váy này cho các chị đấy. Váy này là V mấy nhỉ? V183. Tốt rồi chị lấy giá là của nó là bao nhiêu nhỉ? V183 cho em váy hàng cao cấp nhá cả nhà ơi. Con váy hàng cao cấp em sẽ thử con này cho các chị luôn. À kéo hộ chị luôn. Không là màu đen kia. V183 siêu xinh siêu đẹp. Comment đúng mã váy này cho em là V183 cho em là có đơn nhá. Em sẽ có size S, size M. S là các chị dưới 52, M là mình dưới 54, cân là mình chốt đơn. S dưới 52, M dưới 54. Anh ơi, ghim cái bếp nhà mình đi. Comment đúng váy này cho em là V183. Em cũng không nhớ là giá bao tiền ấy. Thôi em bán tặng mỗi chị một cái nhá. 259.000 đi, 259.000 con váy này. V183 và kèm size cho em 259.000 đồng cho em. Các chị từ nhìn cái cổ cho em này, rất là sang, rất là đẹp cho em như thế này. Bán tặng các chị luôn 259.000 hàng đẹp nhá. V183 và kèm size hộ em, có màu đen và có màu nâu. Đây, eo của nó này. S là các chị cứ eo tầm 70 và đen là M là mình cứ tầm eo dưới là tầm cỡ cho em là dưới S là dưới 70. S là eo 70 và M là eo 73 đổi về cho em nhé. Comment đúng mã cho em là V183. Ok chị Mỹ Châu có A228 màu đen 55K. Ok chị luôn. Rồi chị Siêu Trương có cho chị một màu đỏ cho chị size. Size gì đấy ạ?
Sai gì, các chị cứ để lại mã và kèm số thôi. Nhân viên nhà em sẽ tự động tư vấn sau cho mình. Mã này của em sẽ là V183 và kèm size cho em nhé cả nhà ơi. V183 cho chị lên áo trung niên của các cô đi. Áo trung niên hôm nay em tặng mỗi chị một cái. Đúng luôn, mã này hàng đẹp nhé cả nhà. Hàng đẹp các chị ơi, 1,259,000 hàng cao cấp. Cô bán tặng các chị 259 đi, không nhiều lắm. Comment đúng mã cho em là V183 cho em và kèm màu nhé các chị ơi. V183 và kèm số điện thoại cho em và có đơn. Ai lấy size nào mình chốt size đấy giùm em nhé. Comment đúng mã và đúng cú pháp cho em là V183 rồi để em qua mẫu cho các chị luôn. Bao sang bao đẹp nhá. Riêng mã này gọi là các chị mà chưa mua hàng em á, đến nơi cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em. 259,000 bao giá. Hàng này ra shop toàn gần 400 thôi. Ra shop toàn gần 400 cho em mã váy này. 259,000 nhá. V183 rồi em chuyển mẫu cho các chị luôn. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là V183 là ok. Vừa bán vừa tặng cho các chị luôn nhá. Hôm nào có các chị nào comment gì không? Rồi ok. Lên áo này các chị ơi. Nào em lên áo này đi. Mỗi chị dành tặng cho bà cho mẹ một cái. Áo này hôm nay em lại tặng nốt. Riêng con áo này hôm nay em lại tặng nốt cho cả nhà luôn cho em nhá. Em sẽ có cho các chị luôn cho em này. Cho chị xin màu áo này đi. Áo này thì em sẽ có đầy đủ các màu luôn. Trời ơi quá đẹp. Riêng quả áo này mà các chị mà mua về tặng mẹ thì gọi là hết sức là hợp lý luôn. Cực kỳ là hợp lý luôn đấy các chị. Em sẽ có màu nâu, màu tím, màu đỏ. Đầy đủ các màu luôn cho em. Áo này các cô có từ 50 cân đến 80-90 cân thoải mái cho em. Tại vì cái áo này dễ mặc, ai cũng mặc được nhá cả nhà. Ai cũng mặc được những cái dòng cho em như thế này. Em sẽ có cho các chị là màu đỏ này, màu tím này. Màu em mặc sẽ là màu nâu, màu... tím thì có nhiều tím á, sơ tím thôi, kéo đá đi, cho chị xin mã luôn, màu vàng. Comment đúng mã cho em là có đơn nhá, áo này các cô mặc thì quá là hợp lý luôn. Cực kỳ là đẹp các chị và sang. Sang, cực kỳ là sang mà đẹp, cực kỳ là đẹp cho em luôn nhá các chị ơi. Chất này, hả? A396 cho em áo này. Comment áo em mặc sẽ là A396 nhá, em tặng mỗi chị một cái á. Màu nào cho em đẹp, màu nào cho em xinh. Đó, A396 cho em áo của các cô, bán tặng các chị luôn cho em. Cái này các chị về tặng mẹ tặng bà rất là hợp lý luôn. 89.000 một áo nhá. A396 và kèm size có đầy đủ cho các chị là từ size L. Từ size L đến size đầy đủ cho em luôn, là từ size L này đến size cho em là size 3XL. Các cô có dưới 75, 80 cân đều có size cho em ạ này. A296 và kèm màu cho em. Em có tím nhá, có đỏ này. Áo trung niên tím đậm, có đỏ này, có vàng này, có tím nhạt này. Màu em mặc sẽ là màu nâu. Comment cho em là A296 cho em là có đơn nhá. 89.000 áo đá hàng siêu cấp. Vừa đá vừa nhũ cho em như thế này. Các cô mặc thì quá hợp lý. Tay lại còn tay ren. Hàng xuất nha cả nhà ơi. Có size đầy đủ luôn cho em. Size số đầy đủ luôn cho em nhá cả nhà ơi. Nhìn cái tay ren cho em này. Bao sang bao xịn xò luôn cho em. 89.000 một áo. Bao đỉnh luôn. Riêng mã này là em bao đỉnh cho các chị luôn nhá. A396 và kèm màu cho em. Màu nào cho em đẹp, màu nào cho em sang. Đó, các chị cứ về mình tặng mẹ, tặng bà, tặng cô một cái đấy không phải quá là đẹp đúng không? 89.000 một áo. A396 và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Lên đúng mã cho em là A396 á. Ai thích màu nào mình chốt cho em màu đấy á. Lúc thì có thì không thấy đứa nào nói cái gì trực lúc nào. Kèm màu cho em nhá cả nhà ơi. 89.000 ạ. 40 cân đến tầm cỡ 75-80 cân cho em là các chị chốt đơn thoải mái. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy và kèm size nhá. Em sẽ có từ size L đến size 3XL đầy đủ size. Chị nào lấy size nào mình chốt size đấy cho em là được. 89.000 em qua mã nhá. Lên cái mã không này. Bán tặng mỗi chị một cái á. Cái này thì thực ra là em theo bán combo. Em bán tặng mỗi chị một cái luôn. Áo này đẹp quá, chị lấy cả 3 cái 3 màu luôn. Form đẹp chất đẹp cho chị cái quần thái đi. Riêng quả này thì các chị mặc bao la luôn cho em nhá. Phông này quá là đẹp luôn, quá là sang nhá. Cái này thì ai cũng mặc được luôn cho em. Ai cũng mặc được những cái dòng phông này. Phông này nó sẽ là ngẫu nhiên từng hình cho các chị luôn. Quần em mặc các chị cứ comment cho em là Q110 là có đơn. Ai lấy quần em mặc các chị cứ comment cho em là Q110 cho em là có đơn nhá các chị ơi.
phông này quá sang, quá đẹp, quá xịn sò cho em mã phông này rồi. Em sẽ kết hợp cho các chị thêm một cái bộ như thế này nhá. Đấy, cái này vừa lên cái mã 2396 cho các chị rồi các chị này. Con này nó sẽ là màu tím nhá, đây màu đỏ ạ, đây là màu vàng ạ, và đây là màu tím nhạt nhá. Hàng này là hàng cao cấp luôn, viền đá các chị này. Các chị có thể xem nhá, hàng bên trong này, hàng cao cấp không một tí chỉ thừa nhá, tăng mắc đầy đủ của các chị luôn. Hàng này là hàng xuất khẩu luôn ạ, không phải hàng thường, nó size nó sẽ đánh từ size L trở đi nhá. Nhưng form nó sẽ hơi to một chút. À, 296 cho em ở kèm màu nhá. Rồi, áo này thì em có ít nha cả nhà ơi, rất là ít. Và em sẽ bán tặng mỗi chị một cái. Áo này thì bình thường em bán 99.000 đúng không? 99.000, 89.000. Hôm nay còn một ít nữa em xả nốt cho các chị luôn. Thực sự là còn một ít nữa thì em sale nốt. Vừa bán vừa kỷ niệm các chị nốt áo này cho em. Bao sang, bao đẹp, bao xịn. Từ 40 cân đến 65-70 cân cho em đều ok. Đấy, chị nào léo đấy mình cứ comment cho em là A396 hoặc kèm số điện thoại cho em là được. Còn mình sẽ lên quần em lại mặc luôn nhá. Quần trước đi ạ. Chị nào lấy quần mình chốt cho em là Q74. Quần này em bán rất là nhiều, từ mùa này đến mùa khác bán lúc nào cũng nhiều cái quần này. Comment quần này cho em là Q74. Em bán tặng mỗi chị một cái đang xem live 44.000 một quần. 44k một quần cho em quần này. Comment đúng mã quần cho em là Q74 cho em nhá. Bao nhiêu cân cũng vừa. Các chị từ 40 cân đến các chị tầm cỡ 75-80 cân cho em đều có được. Thôi cứ dưới tầm 70 cân đi, quần này 70 đi. Quần này thì bây giờ em còn size thì chắc là đến 65 nhá. Các chị cứ chốt cho em là đến 65 cân đi cho nó thoải mái. Đến 65 cân 44.000 một quần. Quần ngố này bán không biết là bao nhiêu đợt, chị nào cũng mua ít nhất cho em là 2 cái. Đấy là khách nhà em mua ít nhất 2 cái nhá. Chưa nói đến những chị mà mua 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái. Chị nào cũng có ít nhất là 2 cái. Comment cho em là Q74 và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Ai lấy Q74 thì mình chốt là Q74 cho em nhé. Bán tặng các chị luôn cho em là 44.000 một quần cho em, Q74. Ai lấy Q74 thì mình chốt là Q74 và kèm số điện thoại cho em, 44.000 ạ. Không bay, không xù, không bay nhã, quanh đánh giặt vô tư thoải mái, không vấn đề gì hết. Ai cũng mặc được, người cũng mặc được, béo mặc được, bầu bí bon cho em thoải mái luôn cho em. 44.000 một quần các chị ơi, 44.000 nhá. Quần này ít nhất cho em là, chị nào mà ít nhất cho em là mua là ít nhất là 2 cái đấy. Ít nhất cho em là 2 cái nhá. Rồi lên áo đi. Áo em là chi ân mỗi chị một cái. Comment cho em là chi ân 10. Riêng áo này là đúng là em là chi ân các chị đấy. Hàng này em toàn bán 99.000. Áo này thì vô cùng nhiều màu. Quần này là quần Thái nhá cả nhà ơi. Trời đất ơi, em thích mặc quần này dã man cuộc đời á. Trời ơi, chất cotton Thái mà. Mặc nó cứ nhẹ, nó cứ mềm. Vải của nó thì yên tâm, không lo cắn chỉ, không lo xù chỉ cho em nhá. Quay máy giặt vô tư thoải mái mà không bị vào một vấn đề gì hết. Bao đẹp, bao phong chuẩn, em lại bán tặng các chị 44.000. Quá rẻ, ít nhất có chị mua ít nhất nhà em là 4-5 cái đấy. Đấy, có chị là nhiều chị khách mới thì mua 2 cái một lúc. Tại vì thứ nhất là quá rẻ. Form đẹp, chất đẹp, dáng đẹp cho em, ngon lành, gánh đào cho em như thế này. Comment đúng mã quần cho em lại là Q74 và kèm số điện thoại cho em. 44.000 một quần các chị không nghe nhầm đâu, 44.000 thôi. Còn áo cho em lại mã là chi ân 10 nhá. Chị nào lấy áo em lại mà comment cho em là chi ân 10, em tặng mỗi chị một cái. Đây cái bảng màu của nó hơi nhiều một tí, không nhiều đâu ạ, tầm cỡ 10 màu thôi. Đó, 9 màu. Áo em mặc có tầm cỡ 9 màu, nhiều màu. Ví dụ như các chị thích hai cái bên em lấy cho mọi người hai hình, các chị thích hình nào mình chốt cho em màu đấy. Chi ân 10 và kèm số cho em là áo em lại mặc nhá. Từ cái áo, từ cái form em tặng mỗi chị một cái nhá cả nhà ơi, chi ân 10. Bình thường em bán 99.000 đúng không? Em lại bán tặng nữa các chị luôn 69.000. Lúc 500 thì không thấy một ai. 69.000 đồng cho em một quần nhá. Áo chi ân 10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị nào lấy áo thì mình comment đúng mã cho em là chi ân 10 nhá. Bán tặng các chị luôn là 69.000. Áo em đang mặc ấy nhiều màu lắm. 69k nha các chị ơi, nghe giá cho em là 69k, 69k một áo. Chi ân 10 và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Màu em mặc là xanh lá này. Màu này mình chốt cho em là xanh nhạt cho em nhá. Màu này là màu tím này. Màu tím nhá, màu tím này, màu trắng này. Màu nào cho em đẹp. Đấy, các chị chỉ cần lên đúng mã cho em là chi ân 10. Bao nhiêu cân cũng mặc được nha. 40 cân đến 65 cân. Các chị ơi, màu này. Màu hồng cho em này, màu vàng này. Ai lấy chi ân 10 thì mình chốt là chi ân 10 cho em nhá. 69.000 một chiếc. Hồng cho em này. Đầy đủ các màu cho em như thế này. Vừa bán vừa tặng các chị luôn là 69.000 màu ghi này.
màu nào cho em đẹp, màu nào cho em sang. 69k màu áo á, quần cho em là Q74. Ai lấy quần thì mình cứ chốt cho em là Q74 nhá. Vừa bán vừa tặng các chị quần là 44.000. Còn áo sẽ là chi ân 10. Ví dụ như các chị nào mà thích lấy hai cái cũng được, mình thích lấy hai cái đều ok. Tại vì cái này nhà em rất là nhiều màu, nó chỉ thiếu mỗi màu đen, còn lại nó rất là nhiều màu nha cả nhà ơi, thiếu mỗi màu đen thôi. Đầy đủ các màu hết, tất cả các màu luôn cho em. Chi ân 10 cho em nhá cả nhà ơi. 69.000 một. 69.000 nhá. Cái này đầy đủ màu cho em, chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là được. Chi ân 10. Ôi rất là nhiều màu cả nhà này. Đấy, 69.000 một chiếc. Cứ lên đúng cú pháp của em sẽ là chi ân 10 cho em. Quần là Q74. Chị nào lấy quần thì mình cứ chốt cho em là Q74 nhá. Ok, chị Bé Ninh có chi ân 10, chị Nga Lê có một chiếc này. Lên đúng mã cho em là chi ân 10. Vừa bán vừa tặng các chị là 69.000 một quần. À 69.000 một áo, màu nào cho em đẹp như thế này. Nhiều màu lắm nhá. Nói về màu thì cái này quá nhiều màu. Các chị cứ lấy hai màu mình ưng màu nào mình chốt ạ. Hồng thì em có hồng nhạt, hồng đậm. Tím thì có cả tím đậm, tím nhạt, xanh thì có cả xanh xanh lá, xanh ngọc, nói chung là đầy đủ các màu. Bán tặng các chị luôn cho em là 69.000 một áo. Polo nam em có luôn. Comment đúng mã cho em là chi ân 10 nhá. Màu nào em thấy cũng rất là đẹp. Quần cho em là Q74. Bán tặng các chị là 44.000, áo sẽ là chi ân 10. Bán tặng các chị là 69.000 một áo, đúng là mã chi ân đấy. Đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc được. Này, rất là nhiều màu cho em như thế này. Chi ân 10 cho em nhá. Chị nào thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. 69.000 đồng một áo. Cứ lên đúng mã cho em là chi ân 10 là có đơn. 69.000 nhá. Vừa bán vừa tặng vừa chi ân các chị là 69.000 đồng. Chi ân 10 cho em nhá. Rồi ok, chị Đằng Liễu có luôn này. Lên đúng mã cho em là chi ân 10 là được nhá. 69k. Q74 là quần em đang mặc. Chị nào lấy quần em đang mặc mình comment cho em là Q74. 44.000. Quần em đang mặc là 44.000 nhá. Q74. Ai lấy quần em đang mặc mình có comment cho em là Q74. Đẹp đúng không? Trời đất ơi, quá đẹp luôn, nguyên cả một set như thế này. À bộ jean, bộ thổ em còn nhá. Rồi lên đúng mã cho em là có đơn luôn. Chi ân 10. Em sẽ đọc lại màu này, các cái màu cho các chị này. Xanh lá này, màu trắng này, màu tím này. Đầy đủ các màu luôn cho em nhá. Màu tím, màu nào cho em sang, màu nào cho em đẹp luôn. 69.000. Đây các chị ơi, màu tím này. Nhưng mà bộ thổ thì hôm nay em về em chưa hết khách nữa, tôi chưa có về dư số lượng. Số lượng thì phải mấy hôm nữa không? Tại vì cái bộ đấy đặt lâu lắm. Mình đặt rồi họ làm rồi vận chuyển từ bên kia về, từ Trung Quốc về thì đâm ra rất là lâu. Chứ không phải là sẵn ở đây mình có rồi mình làm thôi. Cái này còn phải đặt hàng các thứ, nên là đợi hàng về lâu lắm ấy. Nên là lúc nào hàng về có số lượng em mới bán nhá. Chi ân 10 và kèm số cho em 69.000 rồi em qua mẫu luôn. Rồi em lên chị nào mà lúc nãy chưa chốt được cái quần này thì mình chốt nhanh nè. Quần nhăn cho em nhé cả nhà. Quần này được gọi là quần nhăn. Mấy nhờ? Q71 đúng không? Quần nhăn nha các chị ơi, quần này là quần nhăn nhà em. Q71 cho em quần nhăn này. Comment đúng mã quần nhăn này cho em là Q71 nhá. Quần này em có từ đầy đủ size. Từ size S đến từ size S đến size XL. Hả? Quần này em có từ size S đến size XL nhá. S là các chị ở dưới 50. M mình dưới 52, 53. L dưới 55, 56. Và XL là các chị dưới 60 cân, thoải mái chốt đơn cho em mã quần này. Đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc được những cái dòng quần này cho em. Rất là đơn giản dễ mặc luôn cho em các chị ơi. Bao đẹp bao sang luôn cho em nhá. Vừa bán tặng các chị luôn quần này cho em 100. Có lên đấy. Bây giờ em sẽ lên luôn cho cả nhà. 100 mấy? 89.000 mã Q mấy? Q71 cho em nhá. Quần nhăn này là Q71. Ok, chị Nguyễn Thanh chiên 10 này. Chị Hoàng Kim chiên 10 em chốt đơn nhá. Rồi ok, lên đúng mã cho em là chiên 10 là có đơn. Q71 cho em quần này. Chị nào lấy quần này mình chốt cho em là Q71 nhá. Bỏ bớt móc đi em ơi. Vừa bán vừa tặng vừa chiên với chị luôn cho em là 89.000 kèm size S, M, L, XL đầy đủ size nhá. Ai lấy size nào mình chốt size đấy cho em là có đơn. Q71 và kèm size cho em nhá. S, M, L, XL thoải mái á, quần này quần nhăn. Vừa bán vừa tặng các chị luôn cho em là 89.000 một quần. Chất rất là đẹp. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Kèm số điện thoại cho em là được ạ. Ok, Q70 mã này cho em là Q71. Chị nào lấy size như thế nào mình chốt size như thế để cho em nhá. Ai lấy size nào mình chốt size như thế để cho em là có đơn. Bao chất đẹp luôn, chất này. Xịn xò vô cùng, hàng to giãn thoải mái nhá. Ai lấy Q71 thì mình chốt là Q71 cho em. Nên cái áo mà em tăng đúng không?
Không ơi, cho chị xin mã đi. Em ơi, xem mã là gì? Đây, đúng cái mã em đăng đúng không? Quá xinh. Thế nên em sẽ có hai màu nhá, đen và trắng, chuẩn hàng mẫu luôn, chuẩn hàng Quảng Châu đẹp, không phải hàng may đâu. Không phải hàng may nhá, áo này các chị ra shop bán hot girl ấy. Ít nhất cho em là toàn 200 mấy thôi. X8 nhá, cái áo này mình lên cho em là X8. Em sẽ có màu đen và em sẽ có màu trắng á. Con này các chị có dưới 54 cân là đẹp nhất thôi. Dáng mini on nha các chị ơi, X8. Chị nào là X8 thì mình chốt X8 cho em, có đen và có trắng. Comment cho em là X8 nha cả nhà nhá, cho chị con K3 hôm qua. Đằng sau kéo khóa cho em này. Đằng sau kéo khóa và chất của nó rất là xịn sò, có lót trong cho em. Mã này là có lót trong nha các chị ơi, có lót trong cho em mã này. Và mình comment đúng mã cho em là X8. Có cái này là khóa kéo ở đằng sau. 115k một áo, bao hàng loại 1, bao giá cho các chị luôn. Áo này ngoài chợ đang bán buôn 130, đang bán buôn là 130, em là bán tặng các chị luôn là 115k một áo. Comment cho em là X8 nhé cả nhà. Quần nam em có nhưng mà không biết các chị muốn lên quần nam gì. X8 và kèm số điện thoại cho em. Màu rất đẹp và rất là xịn xò cho em này. Có màu đen và có màu trắng. Comment đúng mã cho em là X8. Chị nào là X8 thì mình chốt là X8 cho em nhé. 115k một áo. Khóa kéo đằng sau, có lót 2 lớp và tay của nó có độ nhún. Áo này tầm cỡ 54 cân thôi. 54 cân là đẹp nhất cho em nhé. Tầm 54-53. Cúc của nó là đính cúc ngọc cho em như thế này. Cái này mà các chị mặc đi biển này, đi chơi, mặc với quần ống sớ, mặc với quần ống rộng, mặc với quần nào cho em hợp lý luôn. Mà giá thì có 115.000, rẻ hơn là giá cả giá bán buôn luôn. Buôn con này đã là 130. Hàng này buôn vào đã là 130 nhá cả nhà nhá. 115k cho em một áo. Mã số cho em là X8. Chị nào là X8 thì mình chốt X8 cho em nhá. 115k một áo ạ. Bao sang, bao đẹp, bao xịn. Cố lên đúng mã cho em là X8 nhá. Kèm số điện thoại cho em là có đơn. Ai lấy màu nào mình chốt màu đấy cho em là nhá. Kèm màu kèm số cho em là được. Em có màu đen và em sẽ có màu trắng á. Ai thích màu nào mình chốt cho em đúng mã là X8 cho em. Kèm số điện thoại nhá cả nhà ơi. Ok, lên đúng mã cho em là X8 nhá. Bán tặng các chị luôn cho em. Là 115.000, 115.000 một áo. Màu nào cho em thấy đẹp. Màu nào đẹp, màu nào sang. Lên đúng mã là X8 cho em là được. Cho chị một giây ở trong túi chị. Lên đúng mã cho em là X8 nhá. 115k. Rồi. Ok, X8 ơi, chị có may mắn có đơn. Rồi, màu trắng đây em. Và gáo hoa lỗ 39.000 đấy. Cứ đúng, cú phát cho em là có đơn. Sơ mi nhá, cả nhà ơi. Sơ mi này các chị có đem cho em là M31 này. M31 cho em là sơ mi này. 39.000 đấy. Sơ mi này em bán tặng các chị luôn là có 59.000 một sơ mi. 59.000 một sơ mi này cho em là nhá. Comment đúng mã sơ mi này cho em sẽ là M31 cho em và kèm màu sơ mi. Sơ mi này em vừa bán vừa tặng cho các chị luôn cho em nhá. 59.000 M31. Ai lấy M31 thì mình chốt là M31 cho em nha. Em sẽ có cho các chị là màu xanh này, màu hồng này. M31 nha cả nhà ơi. M31 cho em sơ mi này, 59.000. Cái này em góp màu rồi. Comment đúng mã cho em là M31 nhá. 59.000 đồng cho em M31. Cho chị cả với quần jean 162 nhá. Cái này thì sẽ có cho các chị màu xanh, màu hồng. Quần em lại mặc là Q74. Bán tặng 44.000. 44.000 quần em đang mặc nhá. Chị nào lấy áo này mình cứ comment cho em là M31. Kỷ niệm nốt cho các chị luôn cái bộ áo này cho em là 59.000. 59.000 nhá. Quần em mặc là 44.000 mã M31. Ai lấy quần em mặc mình comment cho em là M31 là có M74. 44.000. Còn áo này mình lên cho em là M31 nhá. Em kỷ niệm các chị con áo này luôn. 59.000 một áo. Có màu hồng, có màu xanh, có màu kem, có màu trắng. Áo này các chị có dưới 60 cân mình chốt đơn cho em. Dưới 60 cân mình chốt đơn cho em nhé cả nhà ơi. Comment đúng mã cho em là M31 có rách chỗ nào được ạ. M31 là kèm màu cho em nhá. Quần em mặc các chị cứ lên cho em là Q74. Quần em đang mặc ấy ạ, 44.000, quần này là quần Thái. Hàng này hàng cotton Thái ạ, quay máy giặt vô tư. Form dáng chuẩn từ 40 cân đến 65 cân là các chị chốt được quần em đang mặc. 44.000 một quần. Bao giá cho các chị luôn về cái mã quần này. Bao giá luôn nhé cả nhà ơi. Giá em thật sự em bao giá cho các chị về mã quần này cho em. 44.000 một quần, không thể giá nào mà rẻ hơn cái quần này đâu. Hàng này buôn vào dòng này có, nhiều loại có. Hàng chất
chất thường thì chỉ có bao nhiêu? Chất thường thì chỉ có mười mấy nghìn, nhập buôn vào mười mấy nghìn thôi. Đó là hàng cotton. Cái hàng cotton rẻ rẻ, hàng này chuẩn hàng cotton Thái cho em nhé. Bán tặng các chị là 44 nghìn. Sơ mi cho em là 59 nghìn đồng. Ai lấy sơ mi mình comment đúng mã cho em là sẽ là M31. Em bán tặng các chị luôn cho em là 59 nghìn một áo M31. Ai lấy sơ mi này mình comment cho em là M31 nhá. Sơ mi sọc ngày mai em về. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy á, bao chuẩn hàng loại đẹp. Đấy, chất vải rất là đẹp cho em như thế này. Em sẽ có màu hồng, màu xanh, màu kem, màu trắng cho em là có đơn. Và giá cho các chị là 59.000 một áo, 59.000 một sơ mi nhá. Cứ comment đúng mã cho em là M31 là ok. Màu nào em thấy rất là đẹp, đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc được. Ai cũng mặc được cho em cái dáng này tại vì nó quá là đơn giản và dễ mặc các chị ạ. 59.000 một sơ mi, bao giá toàn quốc cho các chị luôn. M31 cho em nhá, không có nhiều, mã em có rất là ít. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt đơn nhanh cho em thôi, chứ còn hàng em không có nhiều nha cả nhà ơi. Rồi em qua mẫu nha. Có nhiều đâu để mà chốt nhiều đúng không? Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là được. Rồi áo này em tặng mỗi chị một cái này. Áo em mặc sẽ là chiên 10. Quần em mặc sẽ là 44.000. Chị nào lấy áo em mặc comment là chiên 10 nhá. Em có rất là nhiều màu, nhưng mà màu nào cũng đẹp tại vì hàng này là chuẩn hàng Quảng Châu mà. Đúng ý này, 39.000 này. X5 gì đấy hay X3 ấy. Đây, chuẩn hàng đẹp cho em như thế này nhá. Áo em đang mặc các chị lên cho em là chiên 10. Ai cũng mặc được, 40 cân đến 65, bụng béo, bầu bí bon chen thoải mái. 69.000 một áo. Chiên 10 cho em, bán tặng các chị là 69.000. Comment đúng mã cho em là chiên 10 nhá. Có rất là nhiều màu. Hầu như có nó có đầy đủ các màu nhưng thiếu mỗi màu đen. Tất cả có anh tất cả đều có nhưng thiếu mỗi anh đấy. Đấy là thiếu mỗi anh màu đen. Còn đâu tất cả các màu em đều có như thế này. Màu nào cũng có nhá, đầy đủ hết nha các chị ơi, nhưng mà thiếu màu đen. Comment cho em sẽ là gì ạ? Chiên 10. Quần Thái sẽ là Q74. Che bụng mỡ, bầu bí bon chen thoải mái cạp này. Cái quần này các chị đến 75 cân cho em ok. Đến 75 cân cho em ok nhá cả nhà ơi, 44.000 một quần. Ai lấy quần Thái thì mình comment cho em là Q74 44.000. Còn áo em mặc là chiên 10, em sẽ có xanh. Xanh thì có nhiều xanh nhá, xanh đậm, xanh nhạt. Đây, màu hồng, màu tím, các thứ màu, màu vàng cho em đầy đủ hết. Và giá cho các chị luôn cho em là 69.000 một áo. Comment đúng mã cho em là gì ạ? Chiên 10. Áo này quay về rất vô tư nhá, bao chuẩn hàng Quảng Châu loại 1. Đấy, ai có lấy đừng có hối hận. Các chị nhá, chiên 10 cho em 44.000. Quá rẻ, quá đẹp. Bao sang, bao xịn xò luôn. Lên đúng mã cho em là chiên 10 nhá. Lên cho các chị một mã ba lỗ này. Cho chị màu đen. Đây. Đây áo này em đẹp các chị này. Áo ba lỗ này em tặng nốt mỗi chị một cái nhá. Áo ba lỗ này mỗi chị một cái tặng nốt chiên, giá vừa rẻ vừa đẹp. Có trắng, có xanh, có vàng. Đầy đủ các màu cho em áo này. Em kỷ niệm mỗi chị một con áo này giá siêu rẻ luôn. 39.000. 39.000 một áo này cho em nhá. Vừa bán vừa tặng vừa trên các chị áo này. 39.000. 39k cho em áo này nhá. Áo ba lỗ này mã gì nhỉ? X5. X5 cho em là nhá. 39.000 một áo mã X5. X5 này có rất là nhiều màu. Hả? Chị nào lấy X5 thì mình chốt X5 cho em có 6 màu. X5 nhá, 39.000 một áo các chị. X5. Đấy, màu nhiều dã man, ghi này, hồng này, trắng này, tím này, hồng nhạt, hồng đậm, rồi vàng, vàng đậm, vàng nhạt, rồi tím đậm, tím nhạt, xanh thì xanh đậm, xanh nhạt. Thôi chung là nó có đầy đủ hết các màu các chị. Rồi comment cho em là X5, 39.000 cho em áo làm mát. Siêu mát các chị ơi, siêu mát áo này luôn. Áo này mùa hè mà các chị mặc những cái dòng áo này thì siêu mát cho em nhá. 39k một áo cho em áo này. Em có tím, có hồng, có xanh, có trắng, có kem và có đen. Comment áo này cho em là X5. Bán tặng các chị 39.000, hàng này hàng chất đuối nhá. Cứ từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt thoải mái cho em. Mã X5, 39k một áo. Bao sang, bao đẹp, bao mềm cho các chị luôn. Cứ từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn thoải mái cho em áo này. Ai lấy áo này mình comment cho em là X5 nhá. 39k. Lên đúng mã cho em là X5 là có đơn. 39.000 cho em một áo á. Màu áo đẹp đúng không các chị? Màu áo đẹp. Nên lấy hai cái hai màu về mặc. Mát. Cái chất này thì được cái là nó siêu mát.
mặc cực kỳ là mát luôn, ngấm hút mồ hôi thoải mái, mặc nó dễ chịu. Dưới 56 đi, máy này có chị dưới 56 cân đi, mặc nó thoải mái nhá. Dưới 56 cân em có màu tím, có màu hồng, có màu xanh, có màu trắng, có màu kem. Comment đúng mã cho em là x5 và kèm số điện thoại cho em. Bán tặng các chị luôn là 39.000 nhá, 39.000 đồng một áo. Lên đúng mã cho em là x5 và kèm số á, 39k một áo x5. Ai lấy x5 mình chốt lại x5 cho em nhá. Rồi em coi nữa các chị mã luôn. Quần em mặc sẽ là Q74, mã này là x5, 39.000. Cho chị sơ mi bi á, sơ mi bi kết hợp với cho các chị cái quần công sở này. À quần lúc nãy đâu nhỉ? Đây các chị này, quần lúc nãy cái mã lông côm hay đúng không? Không phải là mã này là Q mấy nhá? Có phải quần này không? Không. Không đúng không? Ôi đừng có đoán nữa, xem lại mã anh chị là Q mấy. Q59. Quần này cho em nhá cả nhà ơi, Q59. Quần này các chị lên đúng mã cho em này là Q59 này. 59.000, à quên, 79.000 một quần, siêu rẻ luôn. Cái này em đang chi ân đấy, 79.000. Quần lưng chun em còn đấy, hôm nay mới về xong. Cho chị là quần lưng chun nhá, trời đất ơi quần này siêu đẹp các chị ơi, 79.000 một quần. 79.000 một quần cho em nhá, Q59 và kèm size. Quần này thì siêu đẹp các chị ạ. Đầm treo cho em sẽ là 219.000. Quần này mình lên cho em là Q59, mã này đang được kỷ niệm. Mã này đang là chi ân các chị nhá. Đang chi ân cho mọi người mã quần này cho em, 79.000 một quần, còn 3 nghi vải ạ. Em có từ size S đến size XL, S đến XL cho em quần này. 79.000 cho em nhá, có khóa hông. Khóa hông, khóa trước ạ, 79.000 duy nhất một mã này. Nó sẽ là có 3 loại cho em như thế này. 79.000 một quần, Q79 ạ, Q59. Ai lấy size nào mình chốt size đấy giùm em nhá cả nhà ơi, Q59 và kèm size. Có size S, size M, size L và size XL. Chị nào lấy size như thế nào mình chốt cho em ạ. Cái hàng này nhé, không phải là chất tuyết mưa. Chuẩn cái hàng vải mà quần vải mà em hay bán cho mọi người ấy. Các chị mua quần vải nhà em như thế nào ấy thì cái quần này là như thế. Và form và chất của nó cũng như thế cho em. Năm từ ví dụ như là size S là các chị kia. Size S là mình 47 cân cho em nhá. Size S 47-48. Size S là 47-48. M là 49-50. L là 52-53 cân mình chốt đơn L. XL là các chị dưới 55-56 cân là mình chốt đơn XL. Đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc được. Và giá cho các chị luôn là 79k một quần. Comment cho em là Q59 á, không giống như những cái hàng mà người ta bán chỉ có mấy chục là không có nhá. Không phải chất tuyết mưa, hàng này hàng đẹp, hàng xịn, đầy đủ size nhá. Nhưng mà cái mã này là em chi ân. Ngoài cái mã này không còn một mã nào chi ân cho các chị với cái giá này cả. Thật sự luôn, tại vì nhập vào bây giờ đã không có giá này nữa chị. Không lỗ được, tại vì cái quần này năm nào em cũng bán. Nhưng chẳng qua cái mã này em nhập được giá rẻ, em bán cho các chị giá rẻ thôi. Bao nhiêu tiền ạ? 79k một quần, duy nhất các chị đều chốt đơn quần này. Em có đứng 160 quần hay 140 quần ấy, khách cho khách xỉn mất 40 nguồn rồi. Thì bây giờ chỉ có 120. Bây giờ chỉ có 120 thôi nha các chị ơi. Còn 120 quần thôi mà các chị chia cho em 4 size. Tức là mỗi size nó chỉ có 30 quần. Mà chia cho 3 cặp, tức là mỗi cặp nó chỉ có 10 quần. Nhanh nhá cả nhà nhá. Rồi Q59 cho em lên quần lưng thun à. Có lên quần lưng thun nhá. Em sẽ lên cho các chị một mã mới trước nhá. Mã mới đâu nhỉ? Đó là cái quần nào đây? Đây đây. Rồi. Em lên cho các chị mã mới này đã. Lên một cái mã mới đây đã nha. Trời đất ơi, một cái mã mới. Mới toanh toành toành luôn nha các chị ơi, mới mới. Có cả cả gấu quần re thế này nữa chứ. Mới luôn nhá, mới mới cho chị áo bi đi. Áo bi đến rồi chứ. Lên này. Áo bi vàng. Ok, Q59 cho em, không chọn như thế nhá chị ơi. Không chọn như thế nhá, phí ship bên em là 30.000. Đây, sẽ lên cho các chị luôn cho em mã này. Một mã quần siêu đẹp, siêu xịn. Q59 cho em là có đơn nhá cả nhà nào. Lên cho các chị mã này siêu phẩm. Mới về xong. Hãy
lên cho em mã quần này nhá. V52. Q52 cho em quần này đang mặc. Chị nào lấy quần này đang mặc mình comment cho em là Q52 điểm nhấn có 3 cái cúc ở đây. À quên. 3 cái cúc nữa ở bên đây. Comment quần này cho em là Q52 nhá các chị ơi, 115.000 Q52. Ai lấy quần này mình lên đúng mã cho em là Q52 nhá. 115.000 một quần cho em. Em có size S đến size XL, có S đến XL. S là các chị dưới cho em là 48 cân, mình mặc size S. M là các chị dưới cho em là 50 cân, L 52 cân. Và XL là các chị dưới 56 cân nếu mà chị nào cao. 115.000 cho em có thêm táp và có cái gấu quần này. Gấu quần của nó là có vắt như thế này cho em nhá. Bộ này mình đang hết. Đây các chị ơi. Đây. Đây gấu quần của nó là như này. Q58 cho em nhá cả nhà ơi. 115.000 cái quần này, Q58 bao hàng đẹp. Hả? Q52 à? Comment quần này cho em là Q52 nhá. Q52 và kèm size cho em là có đơn. Chị nào lấy Q52 quần này mình chốt hộ em luôn một cái mã quần rất là đẹp. 115.000 bao đẹp. Cái này mặc với cái gì cũng xinh. Mặc với cái gì cũng đẹp các chị ơi, mặc đi làm, đi chơi, mặc đi đâu cũng được. 115.000 cho em mã Q52 nhá. Chị nào lấy quần này mình chốt cho em là Q52. Đẹp cho các chị thấy cái táp thêu của nó này, cái quần này. Đó, cái quần của nó là còn thêm 3 cái cúc ở dưới chân ấy. Có 3 cái cúc ở dưới chân như thế này, size S, size M, size L và size XL cho em. S là các chị từ dưới cho em là 48, M 50, L 52 và XL 55. Chị nào cao 56 cân vô tư. Eo thì thoải mái nhá, mặc quần này eo thoải mái cho em, mặc đi làm đi chơi ok. 115.000 một quần bao chất đẹp. Mã cho em sẽ là Q52 và kèm size. Ai lấy size nào mình chốt size đấy cho em nhá, Q52. Bán tặng các chị là 115k một quần. Q52. Đẹp đúng không? Dáng quần này quá đẹp không này. Trời ơi. Bao sang. Bao sang, bao đẹp cái mã quần này cho mọi người luôn. Q52 cho chị Queen Kim một quần size S. Ok chị Xuân Trần size L ok ạ. Mã này của em là Q52 nhá. Rồi chị Lưu Lưu Thư có luôn. 115.000 cho em một quần. Rất rất là đẹp cho em mã này. Chị nào mà không lấy đừng tiếc nha. Không lấy đừng tiếc nha các chị. Đẹp lắm, dáng mặc lên đẹp. Ok chị Trúc Ly có một quần. Cái này mình mặc đi chơi cũng đẹp cả nhà. Các chị mặc đi chơi đều rất rất là đẹp luôn cho em nhá. Áo này được không nhỉ? Hợp đây nhỉ? Hợp luôn, tạo cây đi làm nhá chị. Nhiều quần lắm, yên tâm, em đang còn một mã quần nữa cơ. Lên đúng mã cho em là Q52 nhá. Kèm số điện thoại cho em là có đơn. Kết hợp với quần này cũng đẹp nữa chứ. Q52 ok chị Lý Đông sấy L. Hay không? Vào. Mọi khi vào không nữa chị tự nhiên hôm nay vào không bao giờ nữa nào. Rồi Q52 cho em này nhá. Hãy chị quần vào chun luôn nhá. Nào em sơ vin cho các chị xem. Xin lỗi các chị là em sơ vin trước mặt các chị. Nhưng mà vội lắm. Rất là vội. Vội để mà sơ vin vào cho các chị xem cái dáng. Ui em nói thật. Các chị mà đi làm nhá, mặc cái này thì quá là đẹp luôn. Quá đẹp luôn các chị ơi. 115.000 mà quả quần nó vip đúng không? Mặc lên dáng này em béo đấy. Em thì dáng nó không chuẩn đâu nhá. Em thì béo lùn. Nhưng mà khi mặc cái quần này được cái nó hách dáng dã man. 115.000 cho em một quần. Quá đẹp quá sang luôn các chị nhá. Comment đúng mã quần cho em là Q52 và kèm size cho em một mã mới. Mã này mới về hôm nay xong. Trời ơi mã này các chị ơi, nếu mà chị nào mà đi làm công sở nhá, ít nhất nhà em có một chị á phải đến độ tầm 8 cái quần, 8 mã khác nhau. Mã nào chị ấy cũng có một cái, tại vì là mặc cả ví dụ như là mặc cả tuần mà. Mặc đi làm, mặc thay đổi các thứ ấy. Cứ mặc hôm nay lại quần này, ngày mai lại quần kia. Được cái quần này quen, mày giặt vô tư cho em thoải mái, không vấn đề gì hết nhá. Em có size S đến size XL, 50 cân. 50 cân chị mặc size M vừa đẹp nhất cho em. Cao mặc được, thấp cũng mặc được cho em. Tại vì ví dụ như mình cao, cái eo nó mình cao thì cái eo của mình bé. Mình làm cho em cái dây lưng nữa là ok, thoải mái luôn, không vấn đề gì hết. Áo của em mặc có bán, sẽ có màu trắng này, màu kem và màu hồng. Áo em mặc sẽ có
30 đúng không anh? Áo em mặc là K30 nha các chị ơi. Em là sẽ có màu trắng, màu hồng và màu kem cho em áo em đang mặc K30 nhá. Áo tơ 100% là lụa tơ tằm cho em, hàng này hàng cao cấp, hàng đẹp. Em bán tặng các chị luôn là 139.000 một áo, có hai size S và size M, em đang mặc S. S là mình gửi dưới cho em là 52 cân và em M là mình gửi dưới cho em là 54. Chị nào cao tầm 55 cân mình chốt đơn cho em nhá. Áo là K30 cả nhà. Chị nào lấy áo thì mình comment là K30 cho em các chị thấy không? Lụa nó mặc khác hẳn đúng không? Từ phần áo, từ phần vuông cho em bao sang. Và giá cho các chị luôn áo á, 139.000 lụa tơ tằm. Các chị thấy tay chưa? Tay của nó kèm cúc nha. Đây. Tổng cộng cái áo này cho em có 6 cái cúc, 6 cái. Hai cái bên tay, ba cái như này, một cái ở đằng sau cổ. Đằng sau có luôn cúc áo cho các chị luôn K30. Chị nào lấy áo này mình comment cho em là K30 nhá. Chị ơi, nếu có chị áo này luôn cho em là 139.000 K30. Lên đúng mã cho em là K30 là áo em đang mặc ạ. Quần em đang mặc là Q52. Chị nào lấy quần thì mình cứ comment cho em là Q52. Còn áo là K30. Ai lấy áo mình comment là K30 cho em nhé cả nhà. Sang, đẹp, xịt. Áo em sẽ có 3 màu, màu kem, màu trắng và màu hồng. Ai thích màu nào mình chốt cho em màu đấy ạ. Đơn giản nhẹ nhàng. Nguyên cả một set các chị đi làm quá là hợp lý cho em. Cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Comment đúng mã cho em là K30 ạ. Kèm số điện thoại cho em là có đơn. Ai lấy K30 thì mình chốt là K30 cho em nhá. Áo em mặc là K30. Bán tặng các chị là 139.000. Có kem, có hồng, có trắng ạ. Ai thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là có đơn nhá. Rồi em qua mã luôn. Quần em mặc sẽ là Q52. Chị nào lấy quần em mặc mình comment là Q52 là có đơn. Bán tặng các chị luôn. Ok chị Lý Bông có quần em đang mặc Q52 size XL là đầy đủ size cho em nhá. 4 size SML, XL, quần này. Quần này em xả kho. Em bán tặng mỗi chị một cái nhá. Quần này. Quần ưng mì hàng cao cấp. Khi mà em nhỉ. Áo là 139.000 chị. Quần này quá đẹp. Em xin phép tặng mỗi chị một cái quần này. Hàng đẹp lắm nhưng mà cái quần này em còn lẻ size ấy. Hàng này nó không về được nên là em tặng mỗi chị một cái nhá. Có phải Q1 à? Quần này em có từ size S Q67. À Q67. Quần này em có từ size M, từ size M, từ size M đến size cho em là size 2XL, từ M đến 2XL. M đến 2XL cho em. M là các chị dưới cho em là 52 cân mình mặc M. L là mình 54 cân. XL là mình 56, 57 cân và 2X là mình tầm cỡ cho em là 60 cân. Quần em tặng hết các chị nhá, 65.000 một quần này. 65k lên bộ ngủ đúng không? Có lên bộ ngủ luôn. Quần này mình lên cho em là Q67 và kèm size cho em nhá. Em sẽ có từ size M, tại vì cái hàng này hàng Quảng Châu nên bắt đầu từ size M nhá cả nhà. M đến 2XL cho em và giá bán tặng các chị luôn quần này cho em là 65k một quần. 65.000 một quần nhá, Q67 chất Umi. Các chị nhìn kỹ cho em này. Chất của nó là chất Umi cho em. Hàng này là chất Umi cho em nhá. Cạp của nó là cạp đá. Và em tặng nốt cho các chị là 67.000. À 65.000. Váy treo là 219.000. Mã cho em là V120. Quần này mình cứ lên cho em là Q67 nhá. Kèm số điện thoại cho em là có đơn ạ. Q67 và kèm số em sẽ lên cho các chị cái quần gì? Quần thần thánh nhà em, quần cặp chung. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là Q67 giúp em nhá cả nhà. Ai lấy Q67 mình chốt là Q67 của em ạ. Ok chị Hương Kim một quần size M. Váy treo là V120 chị Dương ạ. Mã này cho em là Q67 nhá cả nhà ơi. Kèm size, kèm số điện thoại cho em. Em sẽ có từ size M, M, L, H, R, M, L, XL và 2XL cho em. 65.000 một quần này nhá. Q67 và kèm size các chị ơi. Để ý cho em chất của nó chất Umi. Hai bên cúc cho em là cúc dập khuôn cho em như thế này chất này. Đó. Comment đúng mã cho em là có đơn nhá. Bán tặng các chị là 65.000 là em lỗ rồi đấy. 65k là em bị lỗ nha các chị. Hàng này toàn là hàng 90 của em. 90-95. Em tặng lớp các chị là 65.000 Q67. Kèm số điện thoại cho em là có đơn. Ai lấy size nào mình chốt size đấy giùm em là có đơn nhá. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em ạ. Được cái nó banh, nó mịn, nó xịn. Cạp của nó là cạp to, bán to cho em như thế này. Em bán tặng các chị luôn là 67.000 à 65.000 một quần. 65k một quần Q67. Ai lấy size nào mình chốt size đấy giúp em nhá. Q67 là có đơn. Tối em sẽ lên cho các chị một mã quần hot nhà em luôn. Q67 ok chị Mai Phương Nguyễn có hàng. Q67. Cảm em có bị sao không nhỉ? Các chị ở đây cảm em bị sao?
mà có chị ấy comment cầm em bị sao hay cầm em đẹp quá hay comment cầm em bị sao. Không bị lệch nhá, yên tâm cầm em không bị lệch, tại vì đâu có làm đâu mà lệch. Cha sinh mẹ để là cầm nó như thế nào rồi. Đấy. Rồi ok, Q67 cho em là có đơn. Q67 cho em nha các chị ơi. Ai lấy Q67 thì mình chốt là Q67 cho em, đúng không? Cầm thì đâu có bị lệch đâu. Ngay ở bị nọng 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 ở dưới đây đâu phải nọng ở đây. Ok chị lý đâu một Q67. Comment đúng mã cho là comment có đơn nha. Rồi ok chị Queen Candy có ạ. Đây chị ơi vài lúc chiều em đăng nè. Đây. Vài lúc chiều em đăng đây. Đây V120 đây. V120 đấy. Ok Q67 nhá. Ok chị Lý Đông có luôn ở đúng nhà. Nó cứ bị nhăm đấy. Không. Không độ thế. Ok chị Đông Nguyễn có cho chị 1L. Rồi chị lên Ngọc Mai một quần cho em. Q67 là em tặng nốt nha. Đúng rồi nhờ cái cảm này. Cái cảm này không. Còn em mới hay béo quá tặng. Áo em mặc còn ạ. K30. Chị nào lấy áo em mặc comment là K30. Mặc bao nhiêu cầm. K30 cho em là có đơn nhá. Áo em mặc là 139.000. Quần này mình comment cho em là Q67. Cho chị Q13, Q14 nha mình nhá. Đẹp đúng không? 65.000 em tặng nốt. Đây là giá em tặng nốt đấy. Nhưng mà nhìn trên like nếu mà chị có rõ không? Cái máy Facebook bên kia này mình nhá. Có nét, nét sâu đi không? Nét chưa sửa đi không? Thôi xem nào. Không rõ quá. Rồi comment đúng mã cho em là có đơn nhá. Lên đúng cú pháp cho em là có đơn mày. Xem cái bếp nhà mình lại bỏ là. Ok Q167 cho em nha các chị ơi. À Q67 rồi nào. Lên quần xịt nào màu nâu đúng không. Ôi trời ơi cái mã quần thần thánh em bảo các chị rồi. Nên chốt cái mã này. Chốt cái mã gì thì chốt, không thể bỏ qua cái mã này được. Mã này thì siêu phẩm nhà em rồi. Siêu phẩm nhà Lai rồi đây nè, cái quần này nè. Đúng là siêu phẩm nha. Quần này là mã gì em nhỉ? Đúng rồi, Q21. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ đừng quên mã Q này nhà em. Hả? Trời ơi, một cái mã quần che mọi khuyết điểm. Một cái mã quần mà không thể cái mã nào qua được cái mã này. Đó. Kéo tay ngay là. Ồ, cái chị cho em lời bình này. Lụa mà muốn nó mát từ trong ra ngoài. Cái đen sẽ có màu đen nhá. Quần em đang mặc sẽ là 115.000. Quần này em có màu đen và em có màu nâu cả nhà ơi. Hai màu cho em vào là 43 size SML cho em. Đằng sau có boy chun này. Ôi đơn giản dễ mặc cho em quần này. S là các chị dưới cho em là 50 cân. 50-51 cân là mình mặc S này. M là các chị dưới cho em là 52. 52-53 cân mình mặc L. À M. Và 56 chị nào cao 57 cân mình mặc cho em là sang L. Tại vì đằng sau nó có bờ chùn nha các chị ơi. Q21 đúng không em? Q21 một mã quần lụa hàng siêu phẩm, hàng đẹp. Hàng này nếu mà chị nào mua hàng em là biết rồi. 129.000 một quần. 129.000 một cái mã quần lụa bao đẹp nhá. Che mọi khuyết điểm luôn. Chất lụa em là chất lụa. Hàng này chất lụa các chị ơi, để ý cho em cái phần form quần này. Lên đúng mã cho em là Q21 cho em 129.000. Có đen và có nâu, đằng sau có bờ chùn nhá. Mã này chị nào bỏ qua là tiếc đứt ruột. Em về chuyến cuối. Hàng này bây giờ là không có vải nữa nha cả nhà. Vải này hết. Hôm nay là về chuyến cuối cho các chị luôn. 129.000 đồng cho em Q21. Em đang thấy các chị bên bếp này lên đơn quá nhiều các chị ơi. 129.000 một quần cho em bao dáng đẹp. Em đọc lại size nhá. Em nghĩ size S các chị là 52 cân vừa. Size S 52 cân vừa. Size M 55 cân và size L 57 cân. Thoải mái tại vì đằng sau có bo chun. Đằng sau có bo chun như thế này. À cho chị cái mã quần nhà mình có size co nhỉ. Q21 cho em là nhá các chị ơi, 129.000 cho em một quần. Quá đẹp quá xa các chị nhìn cái ống quần này. Từ phần trên đến ống quần nhá. Từ trên xuống dưới nó rất là suông cái ống cho em như này. Mặc lên cảm giác cái chân mình rất là dài. Che được cái chỗ phần hông to này. Chị nào mà hông to che được tất tật tật cho em luôn. Hông to và cái mông này. Đấy chị thấy phần mông nó tròn cái mông luôn. Tại vì nó có bao chun.
50% còn lại là chun nên nó rất là dễ mặc. 129.000 một quần cho em nhé. Q21 ạ. Ai lấy quần này mình cứ comment cho em là Q21. Em sẽ có màu đen và em sẽ có màu nâu. Bán tặng các chị là 129.000 một quần. Bao đẹp bao sang, không đẹp trả lại hàng luôn cho em. Đấy ạ, áo em đang mặc 139.000 mã K30. Chị nào lấy áo em mặc comment là K30. Quần này mình lên đúng cho em là Q21 ạ. Kèm size kèm số điện thoại cho em là có đơn. Ai lấy size nào mình chốt size đấy cho em nhé. Quần sẽ là 129.000. Size đến 57 cân, tức là size L, em có 3 size S, M, L. Ai lấy quần mình comment cho em là Q21 và áo sẽ là K30. Kèm size cho em nhé cả nhà. 129.000 một quần. Hàng chất lụa đẹp. Hàng này hàng chất lụa nhé cả nhà ơi. Quay máy giặt vô tư cho em. Trời ơi, các chị đi làm công sở á, mặc cái quả này quá sướng. 58 cân chị mặc với cho em size, ví dụ như 58 cân chị mặc cao á, chị mặc size L cho em thoải mái mà. Tại vì cái này có chun, có chun co giãn thoải mái mà các chị ơi. Có chun thoải mái luôn cho em. Ở cái áo hoa kia nhà mình còn nhiều nha. Áo đỏ ấy còn nhiều nha. Chắc còn ít. Em tặng nốt được cả nhà luôn cái áo này. Các chị ơi, tặng nốt nha. K103 này. Áo này em tặng nốt cho các chị luôn. K103 này, nghe giá hết hồn này. K103 em sẽ có màu nâu và có màu đỏ nhá. Dưới 60 cân mình chốt đơn. Thôi em tặng nốt cho các chị áo này 79.000. K103 và kèm màu cho em nhá. 79.000 K103. Ai lấy con áo này mình lên đúng cho em sẽ là K103 79.000 ạ. Em có màu đỏ và em có màu nâu. Móc hồi chị màu đỏ đấy. K103 cho em nhé cả nhà ơi. Dáng baby doll 79.000 K103. Quá xinh. Comment cho em là K103 nhé. 79.000. Trời ơi. Có luôn màu trắng nhé. Trắng nâu đỏ cho em. Các chị ơi, trắng nâu đỏ cho em nhé. 120 xả cho các chị còn 79.000. Cho em xin một nút chia sẻ thôi nha các chị gái. Nào em bắt đầu tiếp tục cắt hàng bom nhé cả nhà. Comment cho em là K103 cho em là có đơn các chị ơi. Cái này màu nào đây? Màu nào này, màu nào sang. 79.000 cúc ở đằng sau cho em nhé. Dáng baby doll dễ mặc ạ. Dưới 60 cân các chị chốt đơn. Sơ vin cũng được, mặc thả buông cũng được. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Đỏ, nâu, trắng. K103 cho em là có đơn. K103 cho em dưới 60 cân vừa. 79.000 bao giá luôn. Áo này người ta đang bán buôn ở ngoài chợ tầm 90, 90, 100. Em bán tặng các chị 79.000 lỗ 4 nhá. K103 màu nâu em hết. Trắng đỏ đi các chị. Trắng đỏ nâu nhá, hết nâu này. Hết nâu nhá cả nhà ơi. 79.000 đồng cho em K103. Dưới 60 cân là các chị chốt đơn. Con này các chị dưới 60 cân cho em nhá. Em có trắng, em có đỏ. Còn hai màu thôi. 100 bao nhiêu ạ? Quần 65 cân. Quần 65 cân thì nhé, là không có size của chị đối với mã quần này rồi. Cho chị một mã quần vải mà 65 cân vừa nhá. Quần này có size to nhỉ. Váy em còn nhé cả nhà ơi. Đấy, cứ comment đúng mã cho em là được. Có trắng này, có đỏ này, K103. Em tặng cho các bác nữa là 79.000. Em lỗ vốn rồi đây. 79.000 là em lỗ vốn thực sự luôn. Chị Anh Kiều cho em xin số đi ạ. Khách mới lên mã và kèm số cho em nhé mọi người. Khách mới lên mã và kèm số cho em nhá. Lên mã và kèm số cho em nhá. Cho chị quần nam đi. Quần ngố nam ấy, bò. Lên đúng mã cho em là K103. Chị Anh Kiều ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Kèm màu kèm số điện thoại cho em là có đơn 79.000 đồng. Em tặng nốt giá 79.000, quá rẻ rồi đấy các bác ạ. À, không giá nào mà rẻ hơn giá này đâu. 79.000 nhá. K103 và kèm màu cho em. Trời đất ơi, quá rẻ. Rẻ ơi là rẻ rồi các chị đúng không ạ? Rồi 79.000, tặng nốt. Thì em lên cho các chị một mã quần chip này đi. Quần này em tặng mỗi chị một cái đây. Quần này em sẽ có đến size. Các chị đâu ạ? Có đến size các chị đến 65 cân vẫn mặc vừa. Chị nào đam mê quần vải ạ, mà chưa tìm được cái quần nào mà 65 cân ạ, trừ khi là mình đi may, thì chốt cho em quần này. Q75 cho em quần này. Quần này em lại có từ size S đến size 5XL. Từ S đến 5XL. Váy đằng sau của em là 199 ạ. À đâu, 219. 219 comment váy đằng sau cho em sẽ là V120 nhá, váy đằng sau. Và mình lên quần này cho em là sẽ là gì á chị ơi, Q75. Quần này em lại có từ size S đến size 5XL. Là chị nào mà từ 40 cân đến 68 cân cho em có đơn quần này. Em bán tặng quần này các chị nhá, có size to nhưng mà bán cho các chị giá rẻ 115.000.
rẻ hơn là các chị cầm vải mình đi may nhá. Ít nhất may một quần này ít nhất cho em là hơn 200. Nếu mà may thành phẩm ra thì phải hơn 200 một quần. Tại vì may cho mình các chị ấy thì nó sẽ là công cao, áo em mặc là K30. Comment quần này cho em là sẽ là gì ạ? Q75 đúng không nhỉ? Quần em mặc sẽ là Q21. Quần này các chị lên cho em là Q75. Có size S, size M, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, có size to. Chị nào mà đam mê mặc quần này mà chưa tìm được cái size nào ấy thì mình chốt cho em vào quần này. Tại vì quần này đến size 68 cân vẫn có size là size 5XL, quần vải cho em nhá. 115.000 dáng y xì cái dáng em đang mặc nhưng mà nó không phải là chun thôi. Form quần ống đứng nhá, các chị hay gọi là ống côn ấy. Cái này gọi là hay là gọi ống côn. Em hay gọi là ống côn nha các chị ơi, mặc rất là đẹp, chất vải thì không xù. Nếu mà chị nào mua thử thì nhà, em khuyên các chị nên mua thử một cái. Mình chỉ cần mua thử một cái thôi, mình về mình mặc mình cảm nhận cho em là ừ có đẹp hay không, quay máy giặt có thoải mái hay không thì mình hãy mua thêm cho em cái nữa. Quần này cho em là Q75 nhé cả nhà. 115.000 em có đến size 5XL là chị nào 68 cân. Chốt quả quần này cho em đơn giản, càng đơn giản càng dễ mặc các chị ạ. Không cầu kỳ quá, màu đen thứ nhất là mình mặc còn cảm giác mình gầy đi à. Chị nào mà thích quần vải lắm ấy, mặc mùa hè chỉ mặc quần vải thôi, thích mặc quần vải, chưa tìm được quần nào chốt ngay cho em quần này 115.000. S là các chị 48 cân, M là mình dưới cho em 49 cân, L 51 cân, XL là các chị 53-54 cân, 2X là 56-57, 3X là tầm 58-59, 4X là tầm cho em là tầm 62 và 5X là tầm 65 cân. Chị nào cao 68 cân cho em vẫn ok ạ. Quần em đang mặc sẽ là 119.000 nhé chị Hoàng. Và quần này mình lên cho em là Q75. Em bán tặng mỗi chị một quần ạ, 115.000 một quần. Chị nào chưa tin nhà em mua thử một cái, ưng mình mua thêm, không ưng mình không mua nữa. Nhưng mà chắc chắn các chị mua quần này em sẽ bị nghiện. 115.000 mà giá. Cái chất của nó quá đẹp nhá, có chiết ly. Quần em chắc chắn sẽ làm chiết ly đầy đủ cho cả nhà nhá. À, áo đáp mà sọc tay em hết rồi chị Thu, cho chị lại cái quần Q110 em ạ. Lên đúng mã cho em là sẽ là Q75, em bảo rồi. Chị nào mà béo chưa có cân, ví dụ như mình thích mặc quần vải mà mình chưa tìm được mã nào, chốt ngay mã này luôn cho em. Tại vì nhà em chỉ có đúng duy nhất mã này là đến size các chị 75 cân vừa. Còn tất tật tật đến 68 đi, còn tất tật tật những cái mã khác không có quần vừa chỉ đến 55 56 cân là hết. Ok chị Thủy một quần 62 cân ok bác luôn. Comment cho em này là Q75 ạ. Có size 65 cân, 65 cân chị báo cho em là size 5XL là ok, áo nắng em lại có nhá. Đầy đủ áo nắng luôn, các chị thích lên áo nắng một lớp hay là áo nắng hai lớp? Các chị thích lên áo nắng nào để em lên nào? 1 hay 2? Q75 cho em là có đơn ạ, quần em lại có size to nhá. Yên tâm cả nhà ơi, quần này em lại có size to. Size đến các chị bao nhiêu cân ạ? Size đến các chị 68 cân. Nên là yên tâm là các chị thoải mái cho em mã này. Áo em mặc sẽ là K30 ạ. Q21 em lại không có size to. Q21 em chỉ đến size L thôi. Nên là em bảo các chị nào mà ví dụ như đam mê quần vải ấy, thích mặc quần vải lắm, không có quần nào vừa, mình chốt cho em lại quần này. 52 cân chị hỏi mã nào ạ? 52 cân quần này chị mặc cho em là M nhá. Rồi ok chị Trà Chanh 1m6 nặng 60 cân ok em có size hết. Áo nắng một lớp à, rồi lại lên chị áo nắng một lớp nhé, có lên áo nắng một lớp. Ok, đơn hôm qua sao chưa thấy em gọi, bên em gọi chị không nghe máy thôi, không có chuyện em không gọi nhá. Cho em xin lại số đi ạ. Áo nắng dài hai lớp ok lên luôn, đợi em lên từ từ ạ. Nào em lên cái quả áo nắng này em tặng mỗi chị một cái ạ. Em bảo rồi, quần này đơn giản lắm ạ, mình mặc nên mình kéo lên cho em là ok thoải mái. 115.000 một quần. Q75 mà kèm số điện thoại cho em quần này nhá. Chị nào mà đam mê quần em bảo thôi, đam mê quần, chưa tìm được cái quần nào, đỡ mất công ra shop. Ví dụ ra may, ra tiệm may, mình chốt cho em có quần này, các chị thấy không? Đơn giản nhưng mà không gọi là đơn giản nhưng nó vẫn có điểm nhấn. 115.000 bao đẹp quần này nhá. Chị nào mua về nhá, quay máy giặt nó bị xù em đền nó cái nữa. Inbox ở trang bếp. Em ơi quần vải nhà em chị về, chị mua chị bị xù em đền cho các bác thêm cái nữa. Ok, thoải mái nhá. Cái đấy là chị em mình nói từ trước. Tại vì quần này em bán 2 năm, sang năm nay là năm thứ 3, chưa chị nào phản hồi là em ơi quần này nó bị ban, chưa chị nào cả. Chị nào nhận được hàng gọi là một phát trong máy giặt luôn. Rồi ok, áo nắng này, áo nắng một lớp này em lại tặng nốt cho cả nhà nhá. N3 cho em lại nhá cả nhà ơi. Áo nắng này em xin phép tặng mỗi chị một cái. Em chẳng biết giá thị trường nó bán bao nhiêu. Một màu cho em ạ, only một màu. Em không biết ở ngoài nó bán thị trường nó bán bao nhiêu. Em lại xin phép xả nốt áo nắng này cho cả nhà 69.000. Chuẩn hàng Uni ạ, chuẩn hàng người ta vẫn đang bán là 120 đấy. Hàng 120, 99.000. Hàng cho chị cái quận nhá. Comment đúng áo nắng này cho em là sẽ là N2.
à, N3. Ok chị Phạm Hoàng, một áo em mặc K30 nhá. Comment đúng mã áo nắng này cho em là N3. Em xin phép tặng mỗi chị một cái á, 69.000 vẫn đang còn đầy đủ size MLXL cho em nhá. MLXL và kèm số điện thoại cho em N3. Áo kiểu 68 cân thì nhà em rất là ít, quần thì có nhiều. N3 cho em hàng uni, xin phép tặng cả nhà 69.000. Áo nắng này chị nào mà mặc ví dụ như là về thấy chỗ nào bán rẻ hơn em tặng cho thêm cái nữa. Em bán bằng cho các chị cái giá gọi là tặng thêm luôn nhá. N3 cho em 69.000 một áo ạ. Áo nắng không hơi nhưng mà nó chỉ có một lớp, hàng này hàng của uni. Mỗi một kéo nắng nó sẽ nằm trong quần cho em như thế này. Từ sự kéo này em bán để lấy đơn luôn đấy. Bán cái này để có đơn cho nhân viên nó gọi thôi. Không bao giờ ai bán kéo này 69.000 đâu. N3 nhá cả nhà ơi. Các chị sẽ comment áo nắng này cho em sẽ là N3 cho em nhá cả nhà. 69.000 mã N3. Ai lấy N3 thì mình chốt là N3 cho em nhá. 69.000 một chiếc áo nắng như thế này. Em sẽ có màu hồng, em sẽ có size M này, size M, size L và size XL. Em sẽ có màu hồng, màu xanh dương và màu xanh than. Em bán tặng cả nhà là 69.000 một áo. Áo này đến 68 cân vừa. Riêng mã áo này các chị đến cho em là 68 cân nhá. 68 cân vừa thoải mái cho em này. Em sẽ có tím than, em có màu xanh dương, màu em mặc sẽ là màu hồng. 69.000 một áo nhá, chuẩn hàng uni, các chị nhìn kỹ áo cho em là này. Đó, bên trong cho em như thế này. Hàng chuẩn nhá, đến nơi chị nào mà chưa tin cứ bảo bưu tá kiểm tra hàng. Đồng tiền đi liền thuốc ruột thì ai cũng phải muốn cái mình bỏ ra đồng tiền. Mình phải nhận được cái áo như thế nào, cái quần như thế nào. Nhưng em đảm bảo với các chị là bao đẹp bao sang cho em mã này. 69.000 cho em một áo nhá. Comment cho em này sẽ là N3. Rồi, ok chị Thoa Pham có màu xanh mờ. Em có màu hồng, có màu xanh than và có màu xanh dương. Chuẩn hàng áo nắng quần cho các chị nhá, 69.000 N3. Chị nào lấy N3 thì mình chốt là N3 cho em nhá, 69.000 đồng cho em. Đơn giản dễ mặc, ai cũng mặc được ạ. M là các chị dưới cho em là 53 cân, mình mặc M. L là các chị dưới cho em là 56 cân. Cho chị cả hai lớp luôn nhá, ngắn hai lớp. Và XL là các chị dưới 60-62 cân. Tại vì áo này mặc thoải mái lắm. Hàng này hàng một lớp ạ. Em nói trước rồi, hàng này hàng một lớp chị ạ. Em có hai lớp nhá. Hàng một lớp thì ít nhất người ta mang bán cho các chị là 99.000 rồi. N3 cho em là. Ok chị thì có một xanh than. Em bao kiểm tra hàng luôn. Bao kiểm tra hàng. Những chị nào mà chưa tin em, mình cứ kiểm tra hàng. Ok chị ạ. Còn nếu mà mình tin em, mình kiểm tra hàng nhưng phát hiện hàng bị lỗi này, hàng ví dụ như sai mẫu, bên em sẽ đổi trả miễn phí cho các chị luôn. N3 cho em nhé, màu xanh than. Ok, màu cuối cùng cho em là màu xanh dương. Màu nắng đẹp, sắp tới là nắng rồi các chị ơi. Chốt ngay một chiếc đi, 69.000 cho em bao rẻ rồi. N3 cho em nhé cả nhà, màu xanh dương cho em. Em mặc nước màu xanh dương để sang hai lớp. Sang hai lớp cho các chị nhé. Ok, có đầy đủ luôn ạ, 69k một áo ạ. Chuẩn hàng thông hơi nhé, không phải chất... cái này gọi chất kim cương. Chất kim cương thì nó nóng hơn. Em có 4 túi, 2 túi trong, 2 túi ngoài. Em sẽ lên áo nắng dòng ngắn 2 lớp luôn, bây giờ luôn. N3 cho em nhá. Chị nào mà thích một lớp thì mình chốt ạ. Ví dụ những chỗ nào nó không quá là nắng quá. Áo nắng này đẹp lắm, chị mua cho mình rồi, mình còn đặt hộ cho bạn nữa. Cứ trên tầm. Đúng rồi, cái đấy này thật sự rất là đẹp mà. Mình cũng ngờ mua các chị ơi, yên tâm cho em lại có 2-3 cái để mặc cơ. Thoải mái luôn, N3 cho em nhé cả nhà. Rồi em lên 2 lớp nhá. Con này là 1 lớp ạ, 69.000 mã N3. Em sẽ lên 2 lớp cho các chị luôn này. 2 lớp sẽ là N25. Chị nào lấy 2 lớp mình comment cho em là N25. N25 cho em là áo 2 lớp nhé cả nhà. Áo 2 lớp thì em lại có L và XL, có 2 size. L và XL cho em nhé. Bao chất đẹp, 145.000 một áo, thị trường đang bán toàn 230, 230, 240. Em bán tặng các chị 145, comment cho em là N25. Áo nắng 2 lớp xịn sò nhá, tăng ngắn á, N25. Chị nào lấy N25 thì mình chốt là N25 cho em ạ. Cái size L là các chị dưới 55, XL là các chị dưới 62. Chị nào cao 65 cân vẫn ok. 2 lớp giày sụ, 2 lớp giày sụ nhá, 145.000. Bao hàng đẹp luôn cho em này. Em sẽ có màu hồng, có xanh dương, có xanh than, có ghi. Comment đúng mã áo này cho em là sẽ là N25 kèm số điện thoại cho em. Cho chị xin cái túi của con áo này nhá, N25 và kèm cho em ạ. 145.000 em là bao giá cho các chị luôn cái túi đục ấy. Bao xịn, có túi kéo khóa cho các chị như thế này. N25
45 và kèm số cho em nhé, 145.000. À cho chị cái quả kính vào đây nữa là cho đủ combo chống nắng đi. N25 cho em nhá các chị ơi, hai lớp ạ. Hai lớp nha cả nhà ơi, con này là hai lớp cho em đấy nè. Thấy chưa các chị, thấy chưa? Cao lắm. Kín cổng cao tường, chuẩn hàng cao cấp thì các chị nhận hàng cho em. N25 có nắng dài luôn cho em nhá, đầy đủ áo. Áo gì cũng có. Đây. Ok chị Thái Hiền Trần màu xanh than, màu nào em thấy cũng rất là đẹp. Túi kéo khóa cho các chị như thế này. Đầy đủ cho em trang thiết bị nhá, N25. Áo kiểu đăng bài em có lên lúc nãy rồi đấy, chị tí nữa chị nào tua lại like giúp em nhá. Comment cho em là N25. Kèm số điện thoại cho em là có đơn màu hồng cho em, màu ghi này. Màu này mình chốt cho em là màu ghi nhá. Màu này mình chốt cho em là màu xanh than cả nhà ơi, màu xanh than cũng rất là đẹp. N25 hộ em là nha. Màu này mình chốt cho em là sẽ là màu xanh dương. Em bán tặng cả nhà luôn là 145.000 một áo á, N25. N25 tương tự như thế này, dáng dài sẽ là N26. N26 dáng dài sẽ là 155.000. Chị nào lấy dáng ngắn thì mình comment cho em là N25 sang chị mình và quá là đẹp. Đây đúng mã cho em là được nhá. Đây. Các chị kết hợp cho em một khoảng kính nữa thì quá là đẹp luôn. Đây các chị. Như thế này thì làm sao nắng nó lọt vào được đúng không? Không thể lọt vào ấy. Đấy, phòng hộ đội cho em thêm một cái mũ bảo hiểm nữa. Quá đẹp, N25. Áo nắng hai lớp nhá cả nhà ơi. Chị nào áo nắng hai lớp mình comment cho em là N25 là có đơn. 145.000 một cái nhá, 145. Đầy đủ các màu cho em á, thoải mái, form to rộng rãi thoải mái. N25 cho em chuẩn hàng cao cấp cho chị cái túi này. Hàng của nó toàn toàn bộ nằm trong túi cao cấp cho em như thế này. Áo nắng cao cấp hàng xuất Nhật nhá. Bao xịn cho các chị luôn, từ cái hàng công ty của nó, từ cái tem mã vạch này, từ cái tag mark cho em ở ngoài như thế này. Đấy, khi các chị nhận hàng nó sẽ nằm trong cái bọc to đùng như thế này. Rất là nặng ghê nhá, tại vì nó hai lớp, nó không giống như những cái một lớp hàng mỏng. Hai lớp cho em ạ, quần là 129.000 cho em mã Q21. Còn áo mình lên cho em là sẽ là N25. Chị nào lấy áo mình chốt cho em là N25 là có đơn cho em nhá, để em qua mã luôn. Rồi, qua mã nha cả nhà ơi, xanh dương này. Xanh dương cho em màu nắng này, N25 nhá. Xanh dương. Thôi em lắm. Rồi, màu ghi cho em này. Màu ghi cho em như thế này, màu nào cũng đẹp, 145.000 một áo, màu ghi. Màu cuối cùng cho em là màu xanh than, trời ơi, nó nặng, nó dày. Kinh khủng khiếp các chị ạ. N25 cho em này nhá, N25 ạ, 26 là dáng dài. Rồi chị đi phông ở ngoài nhá. Phông chữ nha cả nhà ơi. Comment đúng mã cho em là có đơn ạ, N25. Phông này em lên em tặng mỗi chị một cái. Tặng mỗi chị một cái nha cả nhà ơi. Nào chị nào nhanh tay thì có đơn, chậm tay thì hết con này đấy. Con này em tặng mỗi chị một cái nhá. Con này còn hai màu ấy. Con mấy màu mà nó tắt một ấn mà. Nó làm màu hơn như nó lấy màu nữa. Cái tắt tắt vào đây. Lên áo này cho em. Không phải tên. Có chị ơi, bên em đang làm một cái bếp mới nữa đấy. Phương Lai Store ấy. Bếp nhà em nhá, ở yên tâm nhé, em không có phát lại đâu nên các chị yên tâm. Bếp chính nhà em có ghim dưới màn hình đấy ạ. Còn đấy là bếp phụ nhà em nhá mọi người. À đẹp, yên tâm là sản phẩm của nhà em hết nha cả nhà ơi. Để em lấy một cái bọc hàng nhà em để cho các chị xem khi mình gửi hàng nhá. Khi các chị nhận được hàng ấy thì cái bọc của nhà em sẽ là nằm trong một cái túi bóng như thế này, đợi em một tí lấy hộ chị nhá. Không nhiều chị lại sợ nhầm ấy. Thì ship bên em là 30.000, trời ơi. Em nói thật cái quần này các chị mặc với cái gì nó cũng đẹp. Từ áo sơ mi đến áo phông đến bất kể cái gì đều đẹp với cái quần này. Thì thế em mới gọi quần này nha, là quần quốc dân mà. Ai cũng mặc được, béo mặc được, gầy cũng mặc được. Nói chung là dáng cao cả cao đều ok, cao thấp đều ok. Hàng của nhà em thôi nha các chị ơi. Đây. Nếu mà chị nào mua nhiều thì chắc chắn biết gói hàng nhà em rồi. Bây giờ nhà em mới đổi sang túi màu xanh và túi màu ghi như thế này. Bên trên của nhà em nhá, cả nhà nhà em cầm cái túi màu xanh cho các chị nhìn cho rõ hai kiểu. Em sẽ có màu xanh nhá, túi đựng của nhà em sẽ là màu xanh và một cái màu ghi. Ok, chị Liên Kim với chị màu nào nắng một lớp, các chị ơi để ý cho em túi nhà em nhá. Sẽ có logo nhà em ạ. Logo nhà em ở đây, tem mác bên em chỉ gửi qua đúng một đơn vị vận chuyển là GNT nhá cả nhà, GNT Express. Đúng một đơn vị đấy thôi. Ngoài ra nếu mà những cái đơn vị khác là không phải nhà em gửi.
hàng của nhà em nhá, các chị để ý cho em này. Nó sẽ là có logo của nhà em như thế này, có tem mã vạch của bên GT. Có nhá, có ví dụ sản phẩm các chị lấy này, và nó sẽ có đây, tiền thu hộ. Các cái ví dụ như gọi lại cho shop, vào ví dụ như các khách muốn kiểm tra hàng. Quần này mặc form cực đẹp, hôm nay chị mặc thấy đẹp nên lấy thêm hai cái. Quá đẹp đúng không chị Thái? Đúng không chị Hiền nhỉ? Đây, nhà em sẽ có luôn, có chữ ký của người nhận ở đây. Nên các chị yên tâm là phải có logo nhà em nhá, có tem. Và túi nhà em sẽ là túi niêm phong, có hai màu là màu xanh và màu y, các chị để ý cho em nhá, để ý nhá mọi người nhá, không là bị lẫn đấy. Rồi lên áo em mặc đi. Áo em mặc sẽ có màu đen này, đầy đủ các màu cho các chị luôn, đen, trắng, nâu, hồng, vàng. 40 cân đến 60, 65 cân mình chốt đơn cho em áo này. Và áo này em tặng cho các chị luôn 59.000 một áo thôi. 59.000 một áo cho em áo em này đang mặc nhá. 59.000. Con này các chị cứ từ 40 cân đến 60, 65 cân mình chốt đơn cho em. 59.000 áo em đang mặc, bao form đẹp. Rồi chị Linh Kim với chị một áo nắng một lớp. Ok chị gái luôn, chất co giãn cực kỳ. Quần 44 cân vừa, 44 cân mặc size S. 44 cân thì bằng chị mặc size S cho em nhé cả nhà ơi. Bao form đẹp, bao form chuẩn. Comment đúng cú pháp. Quần này các chị ơi, áo này co giãn thoải mái cho em luôn nhé. Đấy, em sẽ có màu đen, màu nâu, màu hồng, màu vàng. Áo này em bán tặng các chị là 59.000 một áo, 59k. Bao chất đẹp luôn các chị ơi, có từ 40 cân đến 60, 65 cân chốt đơn. AMS ở trong kia kìa. Q21 là quần em này đang mặc nhá. Q21 đẹp đúng không? Đem service về kéo cho các chị xem. Service ở đây luôn nha các chị luôn. Quần này chắc em để lại một cái mà. A426. A426. Đẹp đúng không? A426 cho em quần này nhá. A426 áo ạ, 59.000. A426 và kèm màu cho em, 59.000 một áo nha cả nhà ơi. Thích service cũng được mà các chị thích mặc thả buông cũng được. 59.000 A426 đẹp đúng không? Em sẽ có cho các chị là màu đen, màu trắng này, màu nâu, màu hồng, màu vàng. Comment đúng mã cho em là A426 cả nhà nha. Chị nào lấy áo này mình comment đúng cho em là A426 đi ạ. Vừa bán vừa tặng các chị luôn là 59.000 một áo, chất phông quá này. Bao phông hàng loại 1, chuẩn hàng Quảng Châu cho các chị luôn cho em như thế này. Có màu nâu, màu hồng, màu trắng, màu vàng và màu em mặc sẽ là màu đen. A426 và kèm màu cho em, bán tặng các chị luôn cho em là 59.000. 59.000 một áo á, đơn giản, dễ mặc, chất của nó siêu mát. Dòng chất này bao cam kết với các chị là mát lạnh luôn. 59k cho em các chị nhìn chất này. A426 và kèm màu cho em nhá. Nên lấy hai cái cho em. Quần em đang mặc sẽ là 129.000 chị Q21. Comment A426 ok chị Hi. Chị Nguyễn Nghĩa một màu vàng, chị Lan Anh một hồng một trắng ạ. Quá đẹp đúng không các chị ơi? 59.000 một áo, nhiều chị không tin luôn. 59.000 cho em nhá. Rồi, chị nữ diễn nữ Điền có một vàng. A426 cho em 59.000. Áo đấy ạ. Em có đầy đủ các màu, 5 màu, chị nào thích màu nào mình chốt. Hàng nó y xì cái hàng mà các chị mua 90.000, 100.000 như thế nào. Hàng nhà em như thế đấy cho em, lên kính luôn nhá. Kính em còn ít, chị nào lấy nhanh kính thì mình chốt là. Em ơi em nào. E11. Kính cho em là 79.000 nhá, E11. Chị nào lấy kính thì mình comment cho em là E11 full hộp. Kính nhà em là full hộp. Trời ơi, bây giờ đến mùa đi biển, đến mùa du lịch, đến mùa nắng thì không thể thiếu kính này. Trời ơi, rất là đẹp đúng không các chị? Hốt lên một con rất rất là đẹp cho em kính này. E11 cho em là kính này nhá cả nhà ơi, 79k full hộp, chuẩn hàng Quảng Châu cho các chị luôn. Em sẽ có đọc màu rồi chị bác. Màu này là màu hồng, hồng. Màu ghi, màu đen, màu nâu, bốn màu cho em. Trời ơi, cái hàng 300-400 như thế nào thì cái kính nhà em như thế đấy cho em. À chị mua một quần bạn mặc, số điện thoại ok chị vì khai luôn. Nào, comment đúng mã cho em là có đơn nhá. Hàng nhà chị lại đẹp lắm. Hôm qua vừa nhận xong, lần nào mua hàng cũng rất là ưng. Em cảm ơn chị Thu ạ. Quần em lại mặc là 129.000 các bác ơi, chất lụa, chất lụa nhá. Kính em lại đeo mình sẽ comment cho em lại sẽ là E11 cho em. Em sẽ có màu em đang đeo là màu hồng, 79k full hộp. Có kèm hộp cho cả nhà nhưng mà không kèm khăn thôi. Có kèm hộp cho em nhá. 79k một kính kèm hộp. Em sẽ có màu hồng, màu ghi, màu đen và màu cuối cùng cho em sẽ là màu nâu, 79.000. Q21. Chị Bùi Kia.
Chị vừa ghi comment hộ em, quần em mặc là Q21 nha chị. Comment cho em kính này sẽ là E11 nhá, full hộp. Lấy hộ chị cái hộp nhá. E11 hộ em full hộp cho các chị này. Trời ơi. 79.000 đồng nhá, y xì cái hàng cao cấp cho các chị luôn. Trời đất ơi, hàng 2-300 như thế nào thì cái quần này cái kính này nhà em như thế. Ok chị luyến hồi cho chị một hộp đơn. E11 sang ạ. Mặt nào cũng đeo được, mặt tròn đeo được. Mặt các chị có trái xoan, mặt các chị có như thế nào cũng đeo được cho em. 79.000 một kính cho em bao sang nhá. E11 và kèm số cho em là có đơn. Em sẽ đeo lần lượt các kính các chị đâu. Khi mà em không đeo kính nó sẽ là khác. Còn khi mà mình đeo kính vào thì nó sẽ làm một cái mặt khác luôn, nhìn nó có điểm nhấn hơn. Kính này là kính mát nhưng mà được cái là mình bảo vệ được mù mắt. Sang cho em và kèm hộp nhá. Cái này kèm hộp, tại vì sao mà em kèm cả hộp? Mặc dù cái hộp nó chắc chắn sẽ phải bán đắt hơn. Hộp là khi vận chuyển ạ. Khi vận chuyển mà khi các chị đi xa á, mình có vận chuyển, mình có cái hộp nó bảo vệ kính, nó không bị xước, nó không bị chảy, và cái bảo vệ được cái kính mình được dùng lâu dài hơn. 79.000 cho em nhá. Màu hồng cho em này. Hộp sẽ là full cho chị như này. Em sẽ đeo đủ màu nhá. 79k kèm hộp cho các chị như thế này. Đây là màu nâu. Đây là màu nâu cho em này. Màu nâu trà. Rất là đẹp. 79.000 cho em màu nâu nhá. Màu ghi. Màu ghi cho em nhá cả nhà ơi, màu ghi. Ui. Không ai nghĩ mình mua 79.000. Màu cuối cùng cho em là màu đen. Kính mát ạ. Màu cuối cùng cho em là màu đen nhá. E11 cho em và kèm số á. 79k E11. Đây. Màu đen cho em rất là sang. 79.000 đồng. Comment đúng mã cho em là E11 nhá. Rồi cho chị lại cái quần phim một con. E11 cho em. Quá sang, quá đẹp. Comment đúng mã cho em là E11 cho em là có đơn. Em đeo lại màu nhá. Đây là đen các chị. 79.000 kèm hộp. Ok chị Ngọc Thu có ghi rồi. Comment cho em lại một lần thôi nhá. Chị Thái Hiền Trần có một luôn. Rồi chị Trâm Phương Ngô có ghi. Màu này mình chốt cho em là đúng không? Màu ghi đúng không em? Màu ghi cho em nhá. Màu ghi 79.000. Ok chị Nhung Trần muốn nâu. Một hồng cho em, hãng của nó là Gucci. Rất là đẹp cho em như thế này, màu hồng. Màu hồng cho em nhá cả nhà ơi, màu hồng. Rồi, màu cuối cùng cho em lại nữa sẽ là màu nâu. 79.000 E11, rồi em lên tiếp cho các chị một quần siêu phẩm. Rất là đẹp. E11 cho em là có đơn nhá. Đây cái mã quần này, đình đám luôn đó chị ơi. Mã quần này em phải nói là một cái mã quần đình đám. Mã quần lúc nãy mà chị nào cũng chốt quần này. Comment đúng quần này cho em là sẽ là Q110 cho em quần này nhá cả nhà. Comment đúng mã quần này cho em là sẽ là Q110 và kèm số điện thoại cho em. Em nói thật, khi chị nào mà nhận được cái quần này, ai cũng khen, ai cũng gọi là mê ly quần này luôn cho em. Không nói quá đâu, em thì không cách điệu hàng hóa lên làm gì. Hàng đẹp như thế nào em báo các chị như thế. Ừ, hàng này đẹp, hàng này chất như thế nào em báo trước. Chị nào mua, mình chuẩn bị tinh thần là mình mua cái quần này chất như thế nào. Đó, comment đúng quần này cho em là Q110. Rất là đẹp các chị ơi, có từ 40 cân đến 62 cân các chị đều có size. Nếu mà cái quần này số lượng được, em sẽ đặt size đến tận đến size 4XL cho các chị đi. Đến size 4XL chị nào thích mặc cái quần này đến 70 cân vẫn vừa. Comment quần này cho em là Q110 em bao giá. Đối với cái mác này cả nhà nhá, thị trường còn bán bao nhiêu? 106, 107 em bán các chị 109.000. 109.000 bây giờ em về trước từ size S đến size XL. Từ 40 cân đến 60 cân trước. Còn mấy hôm nữa em sẽ về đến size 70 cân, 75 cân để các chị chốt. Chất u mì cho em nhá, cái quần này trời đất ơi. Cái cặp các chị này chắc chắn vô cùng. Để em mặc cái dáng này cho các chị xem nhá. Dáng này thì được cái là các chị kết hợp với cái gì cũng đẹp. Từ áo phông, áo kiểu áo sơ mi, bất kể cái gì đều đẹp cho em luôn. Ai cho chị áo ngực luôn nhá. Comment đúng mã quần này cho em là Q110. 109.000 một quần. Ôi, dáng này đẹp lắm các chị ạ. Quá là xịn. Quá là xinh. Ai cũng mặc được. Ai cũng chơi được cái quả quần này. Đẹp chưa? Cái cạp này. Thích kéo đến đâu thì kéo nhá. Các chị thích như thế nào thì tùy mọi người. Thích kéo đến đâu thì kéo. Kéo cặp làm thành cặp cao. Kéo cao quan rốn thì cái dây này điều chỉnh nhá. Đấy. Bao nhiêu? 109.000 một quần. Quá đẹp. Q110 và kèm số điện thoại cho em.
sang lắm đấy chị ơi. 109.000 một quần. 109.000 một quần Q110. Quần này em bao giá rồi các chị ạ. Em bao giá cho các chị luôn. Quần này trên nếu mà hàng hot đấy thì làm nhái rất dễ luôn, chỉ cần hình thức. Nhưng mà chất thì khách hàng sẽ không biết là nó là loại mấy. Nhưng mà cứ yên tâm cho em là loại 1 cho các chị luôn, chất đẹp. 109.000 một cái quả quần này cho em bao giá cho các chị luôn nhá. Dáng bao vi, béo mặc được, gầy cũng mặc được, ai cũng mặc được cho em. Comment đúng mã cho em là Q110. Quần này cho em bán tặng các chị luôn, cho em là 109.000 chất u mì. Chất u mì cho em nhá, mặc rất là sướng. Không bay, không xù, không nhão, S đến XL. S các chị dưới 52, M mình dưới 55, L các chị 56, 57 và XL là các chị dưới 62. Comment quần này cho em sẽ là Q110 nhé cả nhà ơi. Đấy, ai lấy quần này mình cứ comment cho em là Q110 cho em là có đơn. Em bán tặng các chị luôn cho em với giá là 110.000 và lên túi em đang cầm. Túi này được cái đang đựng được 4 bộ đi chơi. Nếu mà các chị nào mà đi chơi trong ngày, đựng được 4 bộ quần áo và đồ skincare cho em nhé. T1 túi cói. Chị nào lấy túi này mình sẽ comment cho em là T1 bán tặng các chị túi này luôn cho em với mức giá là 99.000. Lúc nãy là quần chị cứ cần comment đấy là màu nâu nhỉ, màu nâu. Comment túi này cho em là T1 nhé cả nhà ơi, túi cói á. Em bán tặng các chị luôn là 99.000. Chị Quyên Nguyễn ơi, cho em xin số nhé, lên mã và kèm số giúp em để ngày mai nhân viên nhà em gọi điện cho các chị nhé. Lưu ý cho em là lên mã và kèm số á, T1 và kèm số điện thoại cho em là có đơn và các chị chỉ cần cho nhà em xin đúng một lần số điện thoại chính xác. Đúng một lần địa chỉ chính xác là lần sau bên em cứ thế. Địa chỉ bên em gửi cho các chị trừ khi các chị thay đổi địa chỉ thôi. Tại vì là nó tự động lưu địa chỉ mà. Comment cho em là T1 nhé cả nhà ơi. 99.000 một túi cho em. Đựng được 3-4 bộ quần áo thoải mái trong đây cho em nhá. Đó, ai là túi cói này đi du lịch ví dụ như là đi một ngày thì ok thoải mái nè. 99.000 cho em mã T1 rồi. Ok chị Quyên Nguyễn một quần em đang mặc này. Ai lấy T1 thì mình chốt là T1 cho em nhá. 99.000 một túi. Bao này, bao xịn sò cho các chị như thế này. Đựng được 3-4 bộ quần áo là chuyện bình thường. Ba xô em hết. Có cổ thì em hết rồi, còn trơn thôi. Lên đúng mã cho em là T1 nhá. Chị nào lấy T1 túi này mình chốt cho em. Đẹp lắm. Bên trong ngăn kéo đầy đủ luôn cho em đó. Ai lấy T1 thì mình chốt cho em là T1 nhá. Túi có đi chơi, đi làm á. Ví dụ như các chị đi làm hay là những cái vật dụng nào nhỏ nhỏ này các chị bỏ ở đây cho em, đồ skin care các thứ bỏ ở đây thoải mái. Ai lấy T1 mình chốt là T1 cho em nhá. 99.000. 99.000 cho em mã T1. Lên đúng mã và đúng cú pháp cho em là T1. Rồi, em lên cho các chị một mã quần, em lên một mã áo ngực đi. Một cái mã áo ngực mà em gọi là bán trường kỳ từ năm này qua năm kia. Áo ngực lá liễu. Áo ngực này nếu mà chị nào mà chắc chắn là biết rồi, tại vì 1m6 thì mặc chớm đầu gối cho em nhá. Nửa đầu gối cho em như thế này. Không phải nửa chỗ đây này. Gọi cái cùi à. Đây các chị ơi, chưa đến đầu gối, à qua đầu gối một tí. Comment cái này cho em sẽ là N1 cho em áo ngực nhá cả nhà. N1 cho em là áo ngực lá liễu nhà em. Và em đảm bảo các chị là áo ngực này em bán cho các chị giá siêu rẻ. Rẻ từ trước đến nay và em chưa lần nào em tăng giá. Thật sự luôn. Em cũng đang mặc này, em đang mặc trong áo ngực lá liễu này. Cái này mình lên cho em là N1 cho em nhá. N1 cho em. Và em chưa mặc cái mã áo ngực nào mà em gọi là em muốn mặc mãi luôn các chị ơi. Chất của nó rất là sướng. Có size không ạ? Giá bao nhiêu? Size gì ạ? Chị đang hỏi cái gì ạ? Áo ngực này mình lên cho em sẽ là N1 cho em. Có từ 34, 36 và 38 nhá. Chị Sơn, chị Son Son NB ơi, cho em xin số đi ạ. Lên mã và kèm số hộ em nhá, cho chị xin màu ấy. Áo ngực này em lại có 3 màu. Là màu đen, màu nâu và màu kem. Chị nào lấy áo ngực này mình comment cho em là N1 cho em nhá. Em bán tặng cho cả nhà luôn áo ngực này cho em. 69.000 một cái. Đầy đủ size cho em là N1 và kèm số điện thoại. Ai lấy N1 mình chốt là N1 cho em nhá. 69.000. Em có 34, 36, 38 á. Em bao giá cho các chị luôn. Dù các chị có ra chợ mua, mình có trả giá chưa chắc các chị mua được giá 69.000. Tại vì người ta cần bán 130. À váy đằng sau cho em là có S có M. V120 chị ạ. 219.000. Comment áo ngực này cho em sẽ là N1 cho em nhá. Quần em đang mặc là 109.000. Mã cho em sẽ là Q110 là quần em đang mặc nhá. Và các chị lên áo ngực này cho em sẽ là N1 cho em 69.000. Em thật sự là chưa mã nào mà em đâm tâm đắc bằng cái mã này. Mã này là chất cao su non nhá cả nhà. Đây,
áo ngực là liễu cho em, bên trong có bàn tay nâng đỡ như thế này. Đó, ok chị Quyên Nguyễn, đen nu luôn. Bên trong có bàn tay nâng đỡ cho em. Chất của nó là chất cao su non, bầu 6 tháng ok chị gái. Cái đấy bầu 9 tháng cho em thoải mái luôn. Chất là chất cao su non cho em, chất vải đấy mát lắm chị. Cao su non này, không có gọng. Nên yên tâm với chị, khi mình mặc nó không bị đâm vào trong ngực. Mặc lâu ấy, mình giặt nó không bị đâm. Thứ ba nữa cho em là chất này quay máy giặt vô tư. Quay máy giặt vô tư lúc nào các chị mặc nửa năm hay các chị mặc một năm nó vẫn như thế. Không bao giờ bị bít mai, bít xù, bít nhão là gì. Chuẩn hàng của nó là CBX, cho chị cái túi đựng của nó đi. N1 em không có trắng á, 3 màu chủ đạo đen nâu kem, 3 màu đẹp, không có những cái màu đỏ này hay những cái màu màu xanh lè lè là không có. Đây các chị nhá. Chuẩn hàng của nó là CGX à CXG. Bao này cho các chị luôn và bán tặng các chị là 69.000. Và chị nào mới xem nhà em thì chắc chắn là mình chưa có thiện chí để mình mua, mình chưa tin hàng mình mua. Nhưng các chị cứ xem nhà em ngày này ngày khác, mình xem cách phản hồi là chắc chắn mình biết hàng của nhà em như thế nào. Đặc biệt là những khách mới nhá, comment cho em sẽ là N1. Khách mới thì em chưa vội các chị mua nhiều, các chị mua cho em một cái thôi, mình về mình thử nghiệm, trải nghiệm trước. Đấy, em sẽ có màu kem, màu nâu và màu đen. Comment đúng mã cho em sẽ là N1 cho em nha. Các chị ơi, 69.000, chất cao su non. Chị nào mà ví dụ như là vận động thể dục ạ, riêng cái này cho em là nó không bị lằn đâu, không để lại vết lằn trên, ví dụ như là trên chị em mình mặc ấy. Những cái áo nào mà ren thì nó hay để lại vết lằn, nhưng mà cái này không, nó co giãn thoải mái. Nên mặc cực kỳ là dễ chịu cho em nhá. 69.000. N1 và kèm số điện thoại cho em nhá, 343638 ạ. Chắc cái này em sẽ không cần tư vấn size đúng không? Chị nào mặc ở nhà áo ngực như thế nào, mình cứ chốt size như thế đấy cho em thôi. Bây giờ mình thích ví dụ như áo ngực mình đang mặc size gì đấy, 36, 38 thì mình cứ thế mình chốt. 69.000 cho em một chiếc nhá. N1 rồi em qua mẫu này. Chị nào lấy N1 mình chốt là N1 cho em nhá, 69.000. Comment đúng mã cho em là N1 cho em là có đơn, 69k. Đen nâu kem nhá cả nhà ơi, 3 màu cho em. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy. Cho chị quần thể thao Nike trước đi. N1 cho em nhá, đằng sau em ấy. Ai lấy N1 mình chốt là N1 cho em, 69.000 một chiếc nhá, mã N1. Comment đúng mã cho em sẽ là N1 cho em nhá, 69k. Rồi ok chị Hương Kim, một cái kem 34, ok 36, ok chốt đơn. 69.000 cho em một chiếc ạ, bao chất đẹp cho cả nhà luôn, 69.000. Rồi em lên cho các chị một mã quần VIP ạ. Một mã quần này em phải đắn đo, em phải về em đội hàng đúng không, mòn mỏi các chị ơi. Một cái mã quần thể thao, một cái mã quần thể thao hàng chuẩn, hàng loại đẹp, chuẩn hàng u mì cho các chị mặc xuống đời. Quần của nó là dáng bom viền nhũ cho em quần này. Quần này chuẩn hàng Quảng Châu, em có từ size S đến size XL, mã là gì em nhỉ Quy mấy? Bao chất đẹp cho cả nhà cái quần này cho em. SMLXL Q64 cho cả nhà, không có size 32 chị ạ. Comment đúng mã quần này cho em là Q64. Chất liệu của em là chất u mi. Chất liệu của em là chất u mi hàn nhá cả nhà ơi. Chất của em là chất u mi hàn. Comment quần này cho em là Q64. Những chị nào đang ao ước một cái mã quần thể thao ạ, một cái mã quần thể thao thì mình chốt cho em quần này. Quần bo, ui dồi ôi, quần này em nói thật các chị mặc mùa hè siêu mát. Mặc thay cả áo quần chống nắng cũng được luôn cho em nhá. Comment đúng mã cho em là Q mấy em nhỉ? Q64. Size S là các chị 48, 49, 50. M là các chị 52, 53. L là các chị 55, 56, 57. Và XL là các chị dưới 60 cân cho em nhá. 3 áo 36. Chị Mai chúc cho em xin số đi ạ. Lên mã và kèm số cho em nhá cả nhà ơi. Quần này cho em là Q64 và kèm size 105.000, chất u mì. Chuẩn hàng Quảng Châu thì các chị chốt hàng cho em nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng luôn nhá. Comment cho em là Q64 đúng không em? 105.000 một quần. 115 à? 115.000. Em có size S, size M, size L và size XL. Chuẩn hàng Quảng Châu thì các chị nhận hàng cho em nhá. Viền của em là viền nhũ ạ. 115.000 quần này, duy nhất cho em màu đen. Viền là viền nhũ cho em như thế này, theo chữ ở đây. 115.000 ạ, Q64. Từ 40 cân đến 62 cân chốt đơn. Dáng quần là dáng quần bom, đơn giản dễ mặc cho em. Chất của nó là chất u mi ạ. Trời ơi, mặc nó mát lạnh từ trong ra ngoài các chị nhá. Comment đúng quần này cho em là Q64 ạ. Ai lấy quần này mình chốt cho em là Q64 nhá. Dáng này mặc lên rất là dễ mặc luôn. Ai cũng mặc được, gầy cũng mặc được, béo cũng mặc được, thoải mái luôn cho em ạ. 115.000 em bao giá toàn quốc. Chất u mi hàn, dáng quần thể thao. Và quần này là dáng ống bo. Ống này là ống bo cho em, đơn giản dễ mặc ạ. Q64 ok, chị nhà mi có, chị Thi Lê có 48 cân. Ôi quần này đẹp lắm. Riêng em á, em hay đi chợ ấy, ví dụ như hôm nào mà em nhắc mặc quần đùi ấy, em lấy cái quần này mặc rất là thoải mái. Ví dụ như hôm nào mà cảm giác nắng quá ấy chị ơi, nắng mình không thể mặc quần đùi được,
quần đùi rồi lại mặc áo chống nắng nó cồng kềnh, mặc cho em kéo này, mặc quàng một kéo chống nắng là ok. Tại vì chất này mặc lên rất là mát, nhưng mà có tác dụng như cái chiếu á, chiếu điều hòa ấy. Gọi là các chị mặc quanh năm được. Cái này em mặc quanh năm luôn mà. Mùa nào em cũng mặc được những cái dòng quần như thế này. Thật sự luôn là cái mã này phải đợi hàng, đợi hàng rất là lâu để về bán nhá chị đấy. 115.000 cho em chất đẹp nhá. Q64. Hàng này có cả chất mỏng hơn, có cả chất hàng rẻ hơn nhưng mà em không lấy. Comment đúng mã cho em là Q64 nhá. Bán tặng các chị luôn cho em là 115.000 một quần, kèm cho em là kèm số nhất Q64. Rồi cho chị. Em lên cái quần nam này. Em lên cái quần nam nhé cả nhà ơi, quần bò nam. Có chị nào nhận được quần bò nam này nghe em chưa? Nếu mà chị nào mà nhận được quần bò nam này em thì đúng là sung sướng cuộc đời đúng không? Quần bò nam này mình lên đúng mã cho em là nhé cả nhà, Q195. Em còn đúng mỗi quần bò nam này thôi. Và em chắc chắn là em bán cho các chị giá siêu rẻ nhất cho mọi người luôn. Q195 cho em nhá. Em sẽ có từ size 20 mấy em nhớ, 29. Quần này em có từ 29 đến size 35. Có đúng không? 34 chứ. Xem lại cho Patty nhắn cho em được ạ. Q195 cho em cả nhà nhá. Em có từ size 29 đến size 34. Từ chị nào mà từ 40 cân, em có chân máy xếp ly luôn ạ. Từ 40 cân đến các chị, từ các anh từ 45 cân đi. Các anh từ 4 mấy cân đến tầm cỡ cho em là 80 cân ok quần bò nam này. Có chị nào nhìn quần bò nam này nhé em chưa? Em bán rất nhiều đợt quần này luôn, 99.000 một quần bò nam. Hàng chuẩn, hàng Quảng Châu cho các chị. Hàng loại 1 nhá, không có loại 2, loại 3 thì em không nói. Chuẩn hàng loại 1. Và giá cho các chị luôn là 99.000 một quần. Comment đúng mã cho em là Q195 nhé cả nhà ơi. Lên đúng cú pháp cho em là Q195 và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Em bán tặng các chị luôn cho em là 99.000 một quần bò nam. Bò nam này các chị yên tâm cho em là chắc chắn các anh về các anh nào mặc cũng ưng. Anh nào mặc cũng nghiện đến cái dòng bò nam này cho em, chất bò mềm. Mặc nó siêu sướng nhé cả nhà ơi, đằng sau cho em này. Có đầy đủ size cho em là từ 28 đến size 34. Từ anh nào từ 50 cân đi, 50 cân đến 80 cân đều có size cho em. Và mỗi một cái quần này, cho chị xin cái túi để nói. Xem này xem đi nhà mình còn loại nào cũng nhỉ. Đây, em này chỉ còn đúng mỗi màu xanh. Đấy, xem này xem đi đấy cũng được, với cái xe 14. Em lại còn đúng mỗi màu xanh, màu đen thì em hết hàng. Màu xanh đẹp lắm các chị, màu xanh thì mình có thể mua cho con trai, mua cho chồng, mua cho gọi là mua cho anh trai, mua tặng người yêu. Quần này là form dáng trẻ cho em nhá. Bao nhiêu tiền? 99.000 một quần. Em bán lúc nào lên mã này chị nào cũng chốt ít nhất là một quần. Còn những chị chốt thêm nhá, có chị lấy 2, có chị lấy 3, có chị lấy 4 quần cơ. Về mình tặng quà, mình đưa chồng mặc. Mặc cái này anh nào mặc cũng đẹp các chị ơi. Ở đây mình kết hợp cho em là sơ mi, jean nữ nhà em là chuyên gia rồi nhé, cái gì cũng có. Comment đúng mã cho em là Q195 và kèm size cho em nhé cả nhà. Kèm size cho em ạ, các chị chỉ cần lên đúng mã và để lại số điện thoại. Mai nhân viên nhà em sẽ gọi lại tư vấn size, tư vấn số kỹ hơn. Tại vì tiếng Anh chiều cao nó khác nhau. Mã cho em là Q195. Lưu ý là lên mã và kèm số nhé. Chưa bao giờ các chị được mua giá này 99.000. Mình có đi ra chợ mua không chưa chắc mua được dòng này. Mà lưu ý cho em là hàng Quảng Châu nhé, không phải hàng may. Các chị nhìn cái đúng cho em này. Em nhìn lấy em biết cái đúng của nó ngắn hay đúng của nó dài nhá. Chuẩn hàng đẹp luôn, 99.000 một quần. Comment đúng mã cho em sẽ là Q195 và kèm size. Ai lấy size nào mình chốt size đấy cho em nhá. Bán tặng các chị luôn là 99.000 này. Chuẩn hàng đẹp kèm cho các chị đem một cái túi đẹp xịn xò cho em như thế này nhá. Q195 và kèm size cho em là có đơn. Ok. Rồi lên quần bò này trước đi. Quần bò không ấy nên là quần ngố hay quần dài? Dài. Comment đúng mã cho em là được nhá. Q43. Ôi. Quần này thì các chị ngất luôn như còn gì nữa đúng không? Jean cao cấp. Q43 nhá. Em có bò đậm mà em có bò nhạt. Trời đất ơi. Chất rất là đẹp cho em quần này. Comment quần này cho em là Q43. Chị nào lấy quần này mình comment đúng mã cho em là Q43 cho em quần này nhá các chị ơi. Q43. Em có màu xanh đậm và em có màu xanh nhạt, các thị chất. Các chị thấy chất chưa? 149.000 một quần Q43. Ai lấy quần này mình chốt